móng của mình trông xinh ghê. Đo tỷ lệ đúng là khó thật, nhưng cũng vui. À, phải rồi. Cái gì đấy? Thuyền của tớ đấy. Thôi kệ cậu, tớ tập trung làm móng đây. Làm đi, tớ còn phải hoàn thành bức tranh. Ôi không, bút chì của mình. Không có chuốt mới chán chứ. Phải làm gì bây giờ? Sao thế? Bút chì gãy mà tớ chẳng chuốt được. À, cầm đi. Được rồi. Thoải mái không má? Không, dùng để mài bút đã. Ai nghỉ? Hiểu rồi. Tớ sẽ dùng đũa để mài bút chì. Hiệu quả rồi, nhìn này. Giờ mình có thể hoàn thành bức tranh rồi. Tớ bảo mà. Tớ có ý này. Tớ sẽ vẽ cậu. Khoan, để tớ tập tạo dáng đã. Thấy thế nào? Dở tệ. Biết rồi, ra đằng kia đi. Ok. Sẵn sàng chưa? Ngon lành cạch đào. Cảm thấy sang chảnh ghê chưa? Đặt tay lên đầu đi bố. Vậy hả? Chuẩn luôn. Đẹp quá đi. Còn bao lâu nữa? Này. Tớ tỉnh mà. Cậu thấy sao nào? Có cố gắng đấy. Tuyệt tác của tớ đó nha. Chuẩn bị là bước quan trọng nhất trong việc sáng tác. Màu đó bắn tung tóe. Dù sao thì đã đến lúc biến ý tưởng thành nghệ thuật. Nét đầu luôn là nét đẹp nhất. Thêm một xíu màu xanh dương, trông cũng ra gì vào này nọ đấy. Mà có phải không? Xấu dã man con ngan. Không, may mà mình chuẩn bị nhiều giấy. Nuột. Lần này còn xấu hơn lần đầu nữa. Cố lên nào, tập trung. Đùa tôi hay gì hả trời? Sao có mỗi bông hoa mà không vẽ ra hồn? Được rồi, bình tĩnh. Hít sâu nào. Mình làm được mà. Mình dư sức làm được. Tỏa sáng thôi. Từ từ, từ từ. Chú. Hả? Vận xui không rủ cũng tới. Nhưng chờ một chút. Hình này trông cũng hay đấy chứ. Dùng ý tưởng này được. Dùng cọ vẽ của bạn theo nhiều cách khác nhau sẽ giúp bạn tạo nên hoa văn vô cùng độc đáo. Trong trường hợp này, cánh hoa. Sau khi vẽ xong đầy đủ các cánh hoa, vẽ thêm màu xanh lá cho lá cây và cuống. Trông rất đẹp và hài hòa phải không nào? Nét vẽ cẩn thận sẽ rất thành công. Bạn có thể gắn hai bông lại. Như vậy giấy trông sẽ đỡ bị trống. Mình biết mình làm được mà. Wow! Cậu tự vẽ bức này luôn á? Tặng cho cậu này, Annie. Tớ còn phải sáng tác nhiều lắm. Và lần này, mình sẽ sử dụng một phương pháp mới toanh. Nhưng đừng lo, chúng ta sẽ giữ nguyên chủ đề. Thấy các nét vẽ làm cho lá cây trở nên thật sống động chứ? Đừng ngại dành thời gian với các chi tiết nhé. Bạn còn có thể vẽ cỏ nữa. Nhưng phần tiếp theo sẽ phức tạp hơn một chút. Mình có thể dùng sơn vải phồng như thế này để tạo họa tiết mới vui nhộn với một quả bóng. Mãn nhãn quá, mèn đét ơi. Giờ thì dùng nó như con dấu. Và bạn sẽ có được những bông hoa độc đáo, rực rỡ. Còn bên này nữa này. Đẹp ha. Tuyệt vời. Cậu thấy sao nào? David, sao mà cậu vẽ được tranh dễ thương vậy? Nguyên liệu bí mật của tớ. Tiếng chim hót đấy nha. Và đây là thử thách vẽ đầu tiên. Để coi. Cái khăn.
Vòng này cũng không khó lắm. Cái gì? Có phải thứ mình đang nghĩ không? Biến khỏi đây coi, con chim hâm. Ít nhất thì mình cũng không bận rộn như cô. Thật ra, mình có cái này để giành lợi thế này. Sao lại có cái này ở đây chứ? Kệ xử đi. Đang nói cái gì nhở? Hả? Đùa mình hay gì vậy? Ok. Đây rồi này. Đồ của mình. Chán chưa? Lại một quyển sách dở òm. Bỏ tay luôn. Kính bơi hả? Chả có cái gì hữu ích hết á. Sao lại có công thức toán? Mình đâu có hiểu mấy cái thứ này. Mà nghĩ lại thì mình có thể dùng số để vẽ. Khi vẽ xong phần thân thì mình có thể dùng một vài con số thần kỳ á. Và trên đầu nữa. Bắt đầu giống một chú chim rồi này. Đợi đến khi tớ tô màu này. Cậu ổn chứ bé chim xinh xẻo? Tớ sẽ cho cậu những chiếc lồng vũ đáng yêu. Lồng vũ màu cầu vồng đó nha. Xong rồi nhé. Cô thấy sao ạ? Trong hình có các con số á cô? Đẹp tuyệt. Còn cô? Tôi đang gặp chút chuyện xui xẻo ạ. Nãy giờ tôi vẽ được vậy thôi. Eo, em thắng vòng này Annie ạ. Yay, chào em ạ, em xin. Sao tôi có thể vẽ khi bị vậy chứ? Đáng lẽ mình phải nghĩ tới vụ này. Bức tranh trông thật tươi tắn. Đẹp thế này đóng khung được. Và sao phải dừng ở đó? Chỉ cần một chút. Phải, chị nói gì? Susan, hừ quá. Không biết nữa. Mẹ ơi, giấy của con. Ôi, mẹ xin lỗi. Úi, xem mẹ làm gì này, hỏng mất rồi. Này, mẹ cho con xem trò này nhé. Đã từng nghe trong rủi có cái may chưa? Chính là tình thế này. Con á? Ừ, con cũng có thể làm nhiều cỡ. Tuyệt vời quá. Cùng làm nào. Bạn nghĩ giấy này chứa được bao nhiêu hình tròn? Bao nhiêu tùy thích. Mọi chuyện đang trở nên hấp dẫn. Bạn có thể dùng bất cứ thứ gì. Tất nhiên, miễn nó có hình tròn. Bạn thấy mình đã có đủ chưa? Trông thật hay phải không? Đập tay nào! Họa sĩ nhí của mẹ! Xin chào cả nhà! Hai cô trò vẽ cái này được không? Giờ bắt đầu thôi! Cái này đơn giản như đang giỡn! Hồng là tên của vòng này đấy nha! Đầu tiên là cốc giấy này! Mình thích nhất hồng pastel á! Con bé còn chẳng thèm đo nữa! Hình như là khoảng 12cm! Và giờ tới phần ngon lành nhất! Tuyệt quá! Nhưng hình như màu xanh lá hơi sai rồi. Sao cơ? Sao lại là kem chứ? Wow! Em đâu có định vẽ cái này. Em thích ăn rau à? Đúng là nghiệp dư. Cô thấy càng thật thì càng tốt. Bắt đầu với muỗng kem to và béo ngậy. Màu sắc luôn là bước thứ hai. Như vậy mới có được một hình vẽ đẹp. Hiểu ý cô chứ? Không được vẽ sai mấy chi tiết nhé. Thấy không? Kem đó. Được viết ngay trên cốc luôn. Và giờ là lúc tô màu. Cốc kem này làm mình đói ghê. Khi bạn vẽ thật tâm huyết thì đây chính là thành quả. Sắp được rồi. Chỉ một chút chi tiết nữa là được. Và đây, sắp xong rồi. Hãy chiều đãi thị giác của bạn nào. Để tôi coi nào. Đây mới là tuyệt tác chứ. Nè, dạ. Wow. Nó biến hũ kem này thành hàng thật này.
Đây chính là phần thưởng tuyệt nhất. Như tra tấn luôn. Mình ghét súp lơ lắm luôn. Eo, vị như cây vậy. Bộ họa cụ này xinh ghê. Kèn tị quá đi mất. Mình nên dùng thế nào ta? Hay là sửa lại vậy? Chỉ cần miếng tóc thôi à? Mong Sarah không để ý thấy. Vậy là đủ rồi. Gắn vào cái cọ này. Giờ thì tô màu thôi. À, sao trông quen quen thế? Kiểu quen dã man ấy. Có phải tóc tớ không? Tóc mình, cậu làm gì vậy hả? Trả đây tớ. Hả? Tớ cắt nữa đấy nhá. Dừng lại ngay. Tôi ra tay với các em đây. Bị phạt ạ? Ấy chà, mình không ngờ luôn đấy. Đây là đâu? Chào, đến lúc thực hiện thử thách hội họa rồi. Bánh xe sẽ quyết định chủ đề cho hai em. 1, 2, 3, go! Bông hoa hả? Ok, đơn giản thôi mà. Tụi mình phải vẽ thật sao? Tôi chẳng biết làm sao nữa. Chờ chút. Mình có cách rồi này. Mình thông minh ghê gớm. Mình sẽ đặt trang sức trên giấy. Giờ mình sẽ tô sơn lên. Mình không cần nhiều màu nữa đâu. Và mình sẽ dùng nhiều màu khác nhau. Ok, vậy chắc là đủ rồi này. Mình sẽ dùng đầu cọ để kéo dây xích đi bên trên tờ giấy. Mình sẽ phết màu ra nữa. Hòa màu lại với nhau này. Đây là kiểu vẽ hoa của tớ nè. Trông được nhỉ? Wow, được đấy nha. Giờ mình có thể trang điểm rồi. Cơ hội là đây nè. Là con gái phải xinh. Tớ có tiếng tăm mà. Xinh đấy. Đúng thứ mình cần rồi. Giờ mình có thể vẽ hoa nè. Mình sẽ chấm sơn bằng cọ trang điểm này. Sau đó làm tương tự với sơn màu xanh lá. Trông xinh xẻo quá ta. Mình sẽ vẽ thêm vài chi tiết. Và thế là xong. Dễ thương quá ta. Phải trả lại thôi nè. Cậu làm cái trò gì đấy? Có gì đâu. Tuyệt. Đừng làm tớ mất tập trung khi trang điểm nhé. Mình sang chảnh quá đi. Hết giờ. Cô thấy sao ạ? Quá ấn tượng phải không? Của em thì tinh tế lắm. Một tác phẩm xuất sắc. Thú vị đó Sarah. Em biết là cô sẽ thích mà. Không đời nào. Có gì vui chứ? Mặt cậu dính màu kìa. Làn da xinh đẹp của tôi. Không. Đó là tuyệt tác đấy Sarah. Cho thế giới chiêm ngưỡng đi. Bức tranh rất xịn sò, tuyệt lắm cả hai em. Chỉnh lại điểm nhìn một chút. Ổn đấy. Được rồi, thế là xong. So sánh với bản gốc xem nào. Chả ra làm sao cả. Ông đây rồi. Mình sẽ đi sau lưng ông. Ông sẽ thích mê cho coi. Ôi, gì kia? Ui, xấu quá. Chắc ông chan lắm nhở. Nhìn cái đèn bên kia kìa. Tự dưng mình nghĩ ra ý hay. Mình có khung kiểu hộp rồi. Trước tiên mở ra đã. Chuẩn bị dây đèn cỡ nhỏ này nha. Kéo dây khắp bên trong khung kiểu hộp này. Và xong. Đóng nắp lại thôi nào. Wow, đẹp đấy chứ. Ông ơi. Đèn trong hộp á? Để làm gì có chứ? Ô là trời đây. Để con cho ông xem. Ông lấy bức tranh rồi đặt lên trên mặt kính đi. Ông hiểu rồi. Wow, nó sáng lên này. Ông hiểu rồi, đây là hộp tô nét. Bây giờ ông có thể vẽ lại tranh rồi đấy. Chuẩn chuẩn, để thử lại lần nữa xem. Ông sẽ tô theo các đường hiện lên ở đây. Wow, hiệu quả phết đấy nhở. Vẽ dễ thật đấy. Ông chỉ cần hoàn thành vài chi tiết nhỏ cuối cùng. Xong rồi này. Có thế chứ. Đúng là tuyệt tác mà lại chỉ cần khung và đèn thôi. Cảm ơn món quà của con nhé. Không có gì ạ. Các cháu có nhận ra con này không? Nó bơi và kêu quạc quạc đấy. Tụi mình sẽ vẽ vì đờ. Uầy, nghĩ ra rồi. David, xem mấy con trên kìa. Chào bà con. Đúng rồi. Hãy bắt đầu bằng cách đồ theo tay như vậy. Rồi thêm hình cái đuôi nữa. Và một đường để nối như thế này.
và thêm một đường ở đây. Chuyển sang cái đuôi này. Giờ là khuôn mặt vịt nhỏ xinh. Vịt thì phải có mỏ mới chuẩn nhỉ. Và trong thế giới của tớ, chim chóc siêu rực rỡ luôn. Giống như chim công ấy. Nhìn màu sắc đẹp chứ kìa. Và màu nào hợp với hồng nhất ư? Dĩ nhiên là vàng rồi. Thế nào mình cũng thắng vòng này cho xem. Nhìn bé chim ấy mới hạnh phúc chứ kìa. Nộp bài thôi. Ta-da! Cháu đúng là một anh chàng tấu hài đấy. Nhưng của cháu rực rỡ hơn. Đổ nhé. Tuyệt. Nghệ thuật là để sẻ chia mà. Ê, nhìn này. Hết sảy là Poppit. Wow, món này hay ho nhất từ nãy đến giờ. Lần này phải đỉnh của chóp nha. Đầu tiên là vẽ một hình vuông, rồi các hình tròn. Tớ có ý tưởng hay hơn nhiều. May mà mình luôn mang theo máy photo. Ok, vào nè Poppit ơi. Rồi nhấn nút copy. Thế này thì chỉ có ao trình trở lên. Cậu vẽ đến đâu rồi? Đã xong, giờ tớ tô màu nữa là xong luôn. Sẽ vui lắm đây. Tô một đường màu đỏ lên đây này. Rồi phần còn lại nữa. Như cầu vồng luôn, như một chiếc Poppit nhá. Muốn nhấn phát quá. Ổn đấy, nhưng tớ thắng vòng này 100% rồi. Ơ kìa, tớ thắng rồi. Đùa nhau hay gì vậy, quần tớ đẹp mà. Tránh xa cái bản nào thưa quý cô. Chia tay ra cho tôi. Tay kia nữa nào, đừng kháng cự. Dùng máy photo, có phải là vẽ vời đâu. Chúng tôi không chấp nhận những kẻ ăn gian nhá. Gì cơ? Tội nghiệp cậu ấy chưa kìa. Wow, sô-cô-la Poppit nè. Hai món mình yêu thích luôn. Ngon quá đi. Ok, mời cô về đồn nhanh. Đi nào. Khổ thân, thôi kệ đi. Wow, dính cứng quá vậy trời. Trông mềm thế nhở. Ôi trời. Chào. Ngồi đi Ellie. Ok. Đừng có mà nhìn tớ. Cô ấy trông thân thiện nhỉ. Màu này hợp với mình đấy. Achi. Nào cả lớp, mở sách ra cho thầy. Có cần không thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất hay đó. Vâng vâng. Mình thích vở của cậu ấy quá. Mình nên viết bài nhở. Biết mà, bút của tớ xinh dã man. Ước gì mình cũng có đồ xinh xẻo. Đồ của mình cứ bị chán nò mấy. Bất công ghê. Có chuyện gì vậy hả? Khoan đã. Em bị sao thế? Em bị ghen tị với bút của cậu ấy. Để thầy xem nào. Bút đẹp thật đó nha. Để thầy giúp em. Thật ạ? Cùng nâng cấp bút bằng mẹo dễ cực này nào. Tháo hết cây bút ra nào, rồi rót keo đầy vỏ bút. Cố đừng làm dây da lung tung nhé. Vậy là ngon lành. Giờ cho kim tuyến vào này. Cho ống mực vào lại vỏ bút nhé. Và vặn đầu bút. Thế là hết chán nòm nhá. Trông đẹp nhỉ. Wow, xem này. Không thể quên anh chàng đáng yêu này được. Ồ, cưng xỉu luôn ý. Cảm ơn thầy ạ. Đợi chút. Giờ thầy thấy thoải mái hơn rồi. Wow, thầy thời trang ghê. Cho thầy xin nhé. Thôi, xấu quá. Em cần phải tân trang đó. Cảm thấy sung sức ghê. Sao? Sao thầy làm hay vậy ạ? Thôi kệ đi, em thích lắm.
Thầy là giáo viên yêu thích của em đó ạ. À, việc của thầy mà. Cảm giác tuyệt quá. Gì? Wow, trông cậu xinh quá à. Tớ có cái này tặng cậu này. Thật hả? Cho tớ sao? Cảm ơn nhé. Chào bạn thân. Selfie này. Lớp học này vui thật. Phải thay đồ đã. Vậy, bài ngày hôm nay mình cần thứ gì đó thu hút mọi người. Và mình đã biết rõ, màu sắc bổ sung cho chiến thắng. Nhưng vẫn còn thiếu cái gì đó. Nhưng gì chứ? Quả bóng này, trời chán quá. Wow, tuyệt vời ông mặt trời. Mẹ. Ôi, không phải lúc. Vâng ạ. Mẹ còn quá trời sơn chưa dùng kìa. Vậy là có cái cho mình chơi rồi. Con xin. Mình chẳng biết phải làm gì cả. Ok, mình sẽ thử một chút. Ủa, bảng sơn của tôi đâu mất tiêu rồi? David, con đúng không? U là trời. Mẹ ơi, con vẽ đây. Con gọi nó là nước ao. Đúng rồi. Con muốn vẽ bằng mặt hả? Thử lại đi, David. Wow, nữa này. Vui ha? Chuẩn không cần chỉnh mẹ ơi. Ừ, nếu con dùng ngón tay thì sao? Đang đến đây. Ha, đốm xanh đang đến đây cả nhà ơi. Giờ thì đến màu yêu thích của mình. Woohoo! Xong rồi. Nè mẹ ơi. Ôi, đẹp quá này con ơi. Nhưng hãy thử mẹo này nữa. Đối xứng có thể rất đẹp đấy. Và để chứng minh điều đó đúng là con tự mình làm tất cả đấy. Đó là một chú bướm lộng lẫy. Đường này sẽ khiến cho chú bướm thật sống động. Cùng với đường viền của cánh nữa. Bên kia nè. Đó. Chiêm ngưỡng vẻ đẹp thuần túy này đi. Và đó mới chỉ là bắt đầu thôi con yêu. Vòng này vui quá đi. Unicorn kìa. Sẽ hơi khó nhằn đấy. Tớ sẽ dùng cái bút dạ này. Chả biết nữa, nhiều lựa chọn ghê. Màu nước hay bút dạ nhở? Bút dạ đi, lựa chọn này có vẻ ổn áp đấy. Ok, vẽ này. Úi, tớ bị trượt tay á. Xin lỗi cậu. Này thì trượt tay. Cậu đúng là đồ trẻ trâu. Để tớ giúp cậu vẽ đẹp hơn này. Bỏ cái tay của cậu ra cho tớ. Nói rồi đấy nhá, đẹp hơn cơ mà. Còn thiếu một chỗ này. Để tớ giúp cậu tô màu nhá. Đúng là xàm xí. Dính trưởng này. Thôi đi, dừng ngay. Cứ như vậy thì tớ sáng mắt. Cầm tờ giấy mới đi. Rồi, nhưng tớ ứ vẽ với cậu nữa. Mình sẽ vẽ được chú unicorn xinh nhất quả đất. Nghĩ ra rồi. Unicorn. Giờ mình sẽ nối các điểm lại. Thêm một cái bờm sang chảnh nữa. Đừng quên mấy cái chân nha. Giờ mình chỉ cần tô màu nữa là xong. Màu hồng sẽ cực kỳ hợp lý cho mà xem. Thế nào mình cũng thắng cậu ấy. Ước gì mình có kỳ lân thật nhở. Chỉ còn cái đuôi nữa là xong. Đấy, đơn giản như đang giỡn. Ta-da. Ôi không, tranh của tớ này. Cũng được, thích nha. Không biết ai thắng vòng này thế nhở. Ôi, bất ngờ dễ sợ. Tuyệt. Quả là gì nhở, mong là unicorn thật kê. Thế này cũng ổn áp chán. Thìa này thì bé quá đi. Để xem nào. Nhìn ngon xíu luôn ý. Hay mình thử một miếng bé tẹo nhỏ. Cậu ấy không biết đâu. Đúng thứ mị cần rồi. Tránh ra nào, tớ chuẩn bị thồn đây. Gì vậy trời? Xin lỗi nhá, tớ ngã ngay vào cái bánh ý. Vẫn còn một chút này gái. Không thể tin nổi cậu. Tùy cậu vậy. Ok, thử thách đầu tiên này. Không biết là gì ta. Cún con cu te hột me quá đi. Tụi mình nuôi ẻm nha. Ok, chúng tủ mị rồi.
Tớ thấy họa sĩ hay giơ tay ra thế này, chả biết tại sao nhưng ngầu phết. Em cún này sao nhỏ thế nhở? Khoan, mình biết phải làm gì rồi. Tớ cũng có tay này, làm thấy ghê. Hiểu rồi, dễ như ăn bánh. Mình sẽ vẽ quanh bàn tay. Cậu làm gì thế gái? Nhìn cậu ấy vui chưa kìa. Mình sẽ đặt tay lên giấy như thế này, rồi vẽ xung quanh tay nè. Giờ làm nó giống như một chú cún hơn nhá. Chút lông, mắt tròn xoe dễ thương và chiếc mũi. Giờ tô màu nữa mọi người, nhìn hơi bị ồn áp luôn. Nhớ tô cẩn thận nhá, sắp xong rồi này. Đấy, nhìn cưng xỉu luôn đấy, tự hào quá đi. Mình sẽ gọi em là Lucky. Nhìn hơi bị được đấy cái. Ý là của tớ cũng xinh nhưng... Wow, cô cố gắng đấy bạn yêu. Ai thắng nhở? Yay! Coi kìa gái, có gì sáng rỡ luôn. Bánh quy đây, thích ghê. Bánh có hình cục xương, hay thật. Tớ thích mấy thứ chó mèo lắm. Muốn thử quá đi mất. Khoan đã, bánh quy, xương cún. Khoan, không phải bánh cho cậu đâu. Ngon lành cảnh đảo luôn. Cho tớ xin công thức với. Sao mà thổn nhanh thế không biết. Sao vậy? Tô bánh này là cho bé cún đó mà. Sao cậu không la lên sớm hơn? Nghiệp quật đấy gái. Nào, lại đây bé ơi, có quà cho em này, lại đây. Ồ, cún cưng ngoan thế nhở, thương em quá đi, yêu ghê. Chụp ảnh nãy giờ chắc em đói lắm rồi. Em đúng là thông minh mà. Ăn đi bé, bánh của em đây. Hoa hồng luôn thơm, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tuyệt vời, xịn ghê, đến lúc vẽ bông rồi. Hả? Ôi không, sơn của tớ trông khiếp quá. Trời ạ, mình phải làm gì bây giờ? Cần thêm họa cụ mới được. Xem nào, nên bắt đầu với màu gì ta? Chắc chắn là hồng rồi. Tớ không cho cậu mượn đâu, tớ đang cần mà. Xin đây, màu của tớ khô với gớm lắm rồi. Không là không, cậu phải tự tìm cách thôi. Xem nào, mình muốn vẽ bông hồng như thế nào ta? Phải xinh đẹp này. Ok, chuẩn, thế nào cũng xinh xắn lắm cho xem. Không thể tin nổi cậu ấy lại keo kiệt với mình, quá đáng ghê. Vì chuyện này mà mình cảm thấy áp lực quá rồi, mình cần hít thở. Wow, choáng váng hết cả đầu luôn rồi. Hả? Túi của mình bị sao thế này? Hay thật, bị dính màu mất rồi. Biến đi nào màu. Đã nói là biến mà. Gì đấy? Phải dùng màu trên giấy chứ các em kia. Hả? Dùng túi để tô màu đó. À, em hiểu rồi. Ok, chắc mình sẽ chấm chấm lên như cô chỉ. Một này, thêm một chấm bên đây nữa nhỉ. Không thể nào, hóa ra lại đỉnh của chóp luôn. Ai mà ngờ chứ. Để coi, còn làm được gì nữa nhở? Biết rồi, cậu ấy đi đâu thế? Kệ xử đi, muốn làm gì thì làm. Cho em mượn nha cô. Em xin. Tuyệt, ok, có cọ vẽ rồi này. Đã đến lúc hoàn thành tranh của mình. Hoa mà thiếu lá xinh thì sẽ chẳng giống hoa tí nào đâu. Hết giờ rồi, cho cô xem tranh của các em nào. Ok, em sẵn sàng rồi, tranh của em đây. Nhìn đẹp không cô? Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, nhưng mà cô thấy xấu. Tranh này thì đẹp nha. Bé cháy luôn, chuẩn đó. Thế nên em ấy chiến thắng vòng này. Tuyệt, lại thắng nữa rồi. Không tin nổi luôn. Kẹo này, loại tớ thích đấy, xem này. Tuyệt, chúc mừng cậu. Có cảm giác là thử thách này sẽ hay ho đấy. Trời, chán òm vậy. Thử thách gì mà củi bắp kê. Ok, lần này dùng món nào nhở? Thôi to quá. Chán, cứ không cảm được ấy. Chuẩn, không cần chỉnh rồi. Bí ngô thì đơn giản như đan rổ ấy mà. Chỉ là một vòng tròn màu cam thôi. Mình phải thắng vòng này mới được. Ok, cây này ổn đấy. Mình sẽ vẽ các phần nhỏ trước. Rồi đến cái cuống. Giờ tô màu thôi. Các sắc màu khác nhau sẽ giúp quả bí trông thật hơn. Thế này là xinh xẻo rồi. Cậu thấy sao nào? Này, dậy đi. Alo. Cô nương ơi, dậy mau. Tụi mình đang thi vẽ cơ mà. Tớ dậy rồi, chuyện gì thế này? À phải rồi, trái bí ngô. Tuyệt, hết giờ rồi. Khả năng của tớ chỉ tới đây thôi. Trên má cậu hơi bị dính màu ấy. Thật à, gì đây? Màu nè, hợp cậu lắm. Tuyệt, phần thưởng là gì ta? Nước ép bí ngô sao?
chả ngon gì hết. Tớ thấy kỳ kỳ. Bị sao thế này? Sao có quả bí ngô trùm lên đầu tớ vậy? À! Thế là cậu có đồ hóa trang cho Halloween rồi đấy. Tớ ghét trò này. À! Mặt tớ, khuôn mặt xinh gái, bình thường rồi. À, xin lỗi nhá, tớ hơi hoảng ấy mà. Tớ sẽ không bao giờ uống thứ này nữa. Ok, bỏ cái ly xa tớ ra. Bức tranh này đã hoàn thiện. Không định mèo khen mèo dài đuôi đâu, nhưng đúng là kiệt tác đấy. Mình sẽ đặt trên giá vẽ này. Wow, đẹp ghê luôn. Bong bóng, chơi tí coi như phần thưởng này. Tuyệt, quá trời bong bóng luôn. Bong bóng xinh quá đi. Này, ông đây. Úi, ông làm rơi tranh mất rồi. Ồ, kiệt tác của con. Bức tranh đẹp nhất từ trước đến giờ đấy ạ. À, chờ chút, bong bóng à? Ông có ý này hay lắm. Ông có một cái chai nhựa, ông sẽ cắt phần đầu ra. Và giờ ông sẽ căng một mảnh lưới nhỏ ở phần đầu. Tiếp theo, ông đổ xà phòng vào khay thủy tinh này. Chắc là thế là đủ rồi đấy. Bây giờ, nhúng đầu lưới vào xà phòng. Xà phòng mắc lại trong lưới này. Nhỏ chút sơn lên đó nhé. Ông sẽ nhỏ màu xanh lam, đỏ nữa. Dĩ nhiên là cả màu vàng. Các màu chính đã xong. Đã đến lúc thổi bong bóng màu sắc rồi. Có điều ông phải thổi gần bảng vẽ. Giờ chọc vỡ các bong bóng lớn đi nhé. Được rồi đấy, tác phẩm đã xong này. Wow, con thấy tranh ổn không? Wow, ông làm sao mà hay vậy ạ? À? Ông chỉ lấy cảm hứng từ bong bóng của con thôi. Tặng con đấy, con cảm ơn ông nội nhiều. Con thích lắm. Bong bóng đúng là tuyệt vời. Bé mèo xinh ơi, mẹ thương bé nhất nhà đấy. À phải rồi, còn thử thách. Các em hãy vẽ bé mèo nha. Dạ vâng, em thích vẽ mèo lắm. Nói chung là em thích mèo đấy. Thế nào cũng rất tuyệt đây. Cậu ấy đang làm gì vậy? Vẽ chữ cát sao? Gì thế? U là trời, thế nào mình cũng thắng cho xem. Ok, đến lúc sử dụng tài vẽ mèo của mình rồi. Mình sẽ bắt đầu với một hình tròn. Mèo có thể tròn mà. Nhất là những em bé mèo mập mạp. Mình nên làm gì tiếp nhở? Đến lúc biến chữ này thành cái gì đấy đỉnh hơn rồi. Mình sẽ bắt đầu với khuôn mặt nhỏ xinh này. Không thể quên cái ria nha. Ok, xong cái đầu này. Một đường cong dài làm đuôi và lưng nữa. Cưng xỉu. Wow, tuyệt thế. Cho cô xem tranh của các em nào. Ta-da, đây là bé mèo nhà em ạ. À. Dạ thì em cũng vẽ xong rồi. Em bị phân tâm ạ. Chà, em không thể thắng nếu chưa vẽ xong nhỉ. Vì vậy, chúng ta biết ai thắng rồi. Wow, thích thật sự. Mình và bé mèo lại thắng một vòng nữa này. Tuyệt, bánh quy. Mình mê bánh quy lắm. Đúng rồi em, giỏi lắm. Thôi nào. Học thế này mới gọi là vui chứ. Matthew, mình biết ngay mà. Khoan, sao tự nhiên thấy lạnh gáy thế nhở? Sao em không làm bài tập hả? Dạ tại em hơi chán. Cô khỏi lo, em tắt ngay đây. Vậy được chưa ạ? Hả? Sao lại? Cái gì? Sách đỉnh ghê. Hay là chơi cho xong nhỉ? Bị sao vậy trời? Em phải học bài đi. Cô tịch thu nhé. Bất công quá. Em ấy nói đúng, trò này hay thật. Hoa hồng luôn thơm, dù ở bất cứ hoàn cảnh nào. Tuyệt vời, xịn ghê, đến lúc vẽ bông rồi. Hả? Ôi không, sơn của tớ trông khiếp quá. Trời ạ, mình phải làm gì bây giờ? Cần thêm họa cụ mới được. Xem nào, nên bắt đầu với màu gì ta? Chắc chắn là hồng rồi. Tớ không cho cậu mượn đâu, tớ đang cần mà. Xin đây, màu của tớ khô với gớm lắm rồi. Không là không, cậu phải tự tìm cách thôi. Xem nào, mình muốn vẽ bông hồng như thế nào ta? Phải xinh đẹp này. Ok, chuẩn, thế nào cũng xinh xắn lắm cho xem. Không thể tin nổi cậu ấy lại keo kiệt với mình, quá đáng ghê. Vì chuyện này mà mình cảm thấy áp lực quá rồi, mình cần hít thở. Wow, choáng váng hết cả đầu luôn rồi. Hả? Túi của mình bị sao thế này? Hay thật, bị dính màu mất rồi. Biến đi nào màu. Đã nói là biến mà. Gì đấy? Phải dùng màu trên giấy chứ các em kia. Hả? Dùng túi để tô màu đó. À, em hiểu rồi. Ok, chắc mình sẽ chấm chấm lên như cô chỉ. Một này, thêm một chấm bên đây nữa nhỉ. Không thể nào, hóa ra lại đỉnh của chóp luôn. Ai mà ngờ chứ. Để coi, còn làm được gì nữa nhở? Biết rồi, cậu ấy đi đâu thế? À, kệ xử đi, muốn làm gì thì làm. Cho em mượn nha cô. Em xin.
Tuyệt, ok, có cọ vẽ rồi này, đã đến lúc hoàn thành tranh của mình. Hoa mà thiếu lá xinh thì sẽ chẳng giống hoa tí nào đâu. Hết giờ rồi, cho cô xem tranh của các em nào. Ok, em sẵn sàng rồi, tranh của em đây. Nhìn đẹp không cô? Cái đẹp nằm trong mắt kẻ si tình, nhưng mà cô thấy xấu. Tranh này thì đẹp nha. Bé cháy luôn, chuẩn đó. Thế nên em ấy chiến thắng vòng này. Tuyệt, lại thắng nữa rồi. Không tin nổi luôn. Kẹo này, loại tớ thích đấy. Xem này, tuyệt, chúc mừng cậu. Crush làm mình cảm thấy được truyền cảm hứng. Mong là cậu ấy sẽ thích món quà nhỏ. Đến đầu hay đến đó vậy? Chào David nha. Tuyệt, cậu ấy biết gì cho mình thế nhỉ? Chuẩn, mình đã có linh cảm tốt mà. Tìm ơi, bình tĩnh nào. Để xem nào. Cửa. Sách của tớ. Xin lỗi nha, để tớ nhặt lên giúp cậu. Mềm quá. Sách tớ. Phải. Vậy. Cảm ơn cậu. Hình như mình yêu rồi. Khoan, nhìn lần cuối thôi. Đúng, anh chàng này thật sự đặc biệt. Mình sẽ nói thế. Chẳng cách nào hay bằng việc nhắc người ấy về khoảnh khắc hai người trao ánh mắt tình. Phần khó nhất đã xong. Đẹp. Wow. Tôi nhớ rồi. Ngọt ngào quá đi. Yêu cậu cục cưng à. Chung của dưa muối. Tiền mặt. Điện thoại. Hai quả trứng. Và sô-cô-la là gì đây? Ai mà biết được. Nhưng mấy thứ đó đều là một phần của vòng này. Hết rồi. Ơ kìa, tụi mình không cần lo nước ngọt hả? Cũng không sao. Tuyệt. Uống hết đi gái. Chuyện nhỏ như con thỏ với Olivia. Cậu khát lắm rồi đúng không? Thật là sảng khoái. Kìa, bắt đầu thôi nào. Cậu có thể thổi cái lon này đến chỗ đồ vật số 1 không? Thổi đi khoe thổi. Tuyệt. Mình hơi bị giỏi trò chơi này đấy nhỉ. Ta-da. Ấn tượng đấy. Nhưng xem tớ này. Tớ sẽ thổi nó đến chỗ cái điện thoại. Và cậu ấy đã làm được. Tuyệt vời quá đi. Đây là cái mới tanh luôn đúng không? Trúng bánh rồi. Cậu thắng nổi không đấy khoe. Cũng đáng để thử làm đấy chứ. Tiền ơi mị đến đây. Đừng là trứng chứ. Tớ còn chả thích ăn trứng nữa là. Còn sống hả? Ghê quá. Tớ chuẩn bị lấy tiền đây. Không. Tớ không muốn quả dưa muối ngu ngốc đó đâu. Cũng khá là thú vị đó. Cơ mà nó ở ngoài bao lâu rồi? Tớ không muốn ăn cái này đâu. Tớ ghét người dưa muối ạ. Cậu còn một lượt thử nữa đó. Chỗ tiền đó là của mị chắc rồi. Cậu có trúng tí nào đâu. Giờ thì nhìn tớ kết thúc trò này nè. Không. Ui chà, lần này chắc là xong rồi đây. Phụ thuộc vào cậu hết đó Claire. Tôi chả dám xem nữa. Mình thổi hơi mạnh mất tiêu rồi. Sao mình không làm được vậy chứ? Đây là cơ hội cuối cùng của mình. Mình sẽ làm được. Quay đều, quay đều. Chuẩn rồi. Không thể tin được. Tuyệt vời. Chuẩn bị mua sắm thả ga luôn. Hả hê quá nhờ Olivia. Cảm ơn nhé. Sao cũng được, tớ giàu to rồi. Ok, đối với thử thách cuối, các em sẽ vẽ bướm bướm. Ok, đơn giản thôi, mình làm được mà. Hay là không nhỉ?
Khoan, không, mình có ý tưởng hay lắm. Thế nào cũng hiệu quả cho xem. Mình sẽ bắt đầu với việc vẽ quanh cuộn băng keo này. Vần đấy nhỉ. Ok, vậy là ổn áp rồi. Giờ mình cần một hình tròn nữa ở đây. Vẽ theo viền cũng không khó đâu, nhưng phải cẩn thận một chút. Chuẩn rồi. Hả? Cậu ấy làm gì thế nhỉ? Oh, mình hiểu rồi, thông minh ta. Nhưng trong khi cậu ấy làm thế thì mình sẽ vẽ đè lên một thứ khác. Đây là em bướm bướm xinh mà cô muốn tụi mình vẽ chứ đâu. Mình sẽ đặt tờ giấy này lên trên máy tính bảng. Và giờ mình có thể vẽ đè lên bức tranh như vậy. Xong phần cánh rồi. Giờ chuyển qua phần cơ thể này. Cái râu này. Đến lúc khiến đôi cánh rực rỡ hơn rồi. Màu vàng và hồng hợp nhau quá đi. Mình rất thích luôn. Wow, sao cậu vẽ hay thế bố? Dừng lại, đến lúc cho cô xem tranh của các em rồi. Dạ thì em vẽ sâu bướm á cô. Ồ, chà, em ấy vẽ bướm thật luôn này. Tuyệt đấy. Dạ vâng, nhưng bạn sâu bướm đã biến thành thật rồi ý cô. Ồ, cô rất ấn tượng đấy. Cả hai em cùng chiến thắng. Tuyệt, tớ rất thích những lúc tụi mình cùng thắng. Thật là tuyệt. Nhìn này, lần này là kẹo găm đấy. Chúng mình còn chả phải chia cơ. Yay, thắng đậm luôn này. Ăn, tớ chuốc cho. Không có gì tuyệt bằng những họa cụ mới toanh cả. Tớ không thể kiềm chế bản thân nữa rồi. Cảm hứng đang trỗi dậy đây này. Cậu có nghĩ giống tớ nghĩ không? Không. Thế thì ngồi xuống và quan sát đi. Tớ sẽ bắt đầu với phấn trắng trên giấy trắng. Chưa thấy gì hết đúng không nào? Tớ vẫn chưa hiểu cho lắm. Chắc dùng cái này đi. Uầy, cục phấn này trông to ghê. Nhưng tớ vẫn chả thấy gì cả. Và của tớ là... Khoan đã, chắc mình chả cần mấy cái này đâu. Bye bye nhé. Giờ cùng tô màu nào bà con? Điều gì đến sẽ đến ngay thôi. Sắp rồi đây. À ha. Bạn mình ơi. Hả? Thấy đỉnh không? Tớ gọi bức này là màu sắc. Thú vị đấy. Thật luôn. Xem tranh của tớ không? Giờ thì nhìn thấy hình rồi này. Thông minh thật đấy. Cậu làm sao mà hay thế? Đơn giản như đang giỡn đấy mà. Các bạn chỉ cần dùng phấn trắng vẽ chủ thể của bức tranh lên giấy trắng trước. Rồi chọn màu đầu tiên của bạn để phết lên miếng bọt biển. Màu tiếp theo nào. Khi miếng bọt biển trông như thế này thì quét màu lên trên giấy. Cậu có thấy vết phấn không ăn màu không nè? Thế là xong rồi. Đơn giản mà cực xịn sò luôn đấy. Ai thế kìa? Ăn bận hay ho ghê. Anh chàng này chui từ đâu ra đây? Tụi mình chào đi. Ê, chào cậu. Tay trần á. Ôi, không có mực, đời không nể. Tớ sẽ mét thầy giáo cho mà xem. Không có mực á, hổ báo cáo trồn hả? Thưa thầy, em không thấy thầy đang bận hả? Bước đầu tiên, xong. Gì nữa ta? Mẹ, ở trường chẳng ai thích con cả. Xong thì hết bao nhiêu tiền ạ? Thôi, đừng có tô tưởng vớ vẩn. Nhưng mà hình xăm giả thì cũng ok la. Con thích sao đúng không? Thế này không hề đau đớn chút nào. Nhúng vào nước và tạo thật nhiều hình thù. Nhúng một lần nữa nè. Thích làm cả tá cũng được. Thấy các hình đang nổi không con? Ồ, chờ chút. Alo, mẹ làm gì đây? Wow, sảng khoái nha. Con đó sao? Làm cả tay con đi. Làm con nhẹ nhá. Không mẹ ơi, con không muốn quay lại đâu. Rồi ạ. Không thể tin được. Này các cậu ơi, nhìn đi. Tớ cũng có mực nhá. Ủa, này. Cũng là dân giang hồ đấy. Kìa. Wow, ngầu bá cháy nha. Cậu làm ở đâu vậy? Mẹ tớ đấy.
Mẹ cậu xịn sò quá đi mất. Này cô gái, quay lại đây. Bay. Bán chanh đây, ai mua chanh không? Chỉ hôm nay thôi. Eo ơi, không cảm ơn. No, lại bị từ chối rồi. Người lạ, cứu, tấn công. Bình tĩnh, sao thế? Chẳng ai chịu mua chanh của con cả. Ông nội, ông làm gì ở trong thùng rác vậy? Mà ông lục rác làm gì thế ông? Con vẫn không tin ông à? Vậy thì giờ xem, cứ nhìn đây này. Ông sẽ úp nắp vung này lên tờ giấy. Và giờ thì xịt sơn lên giấy này. Ông sẽ phủ một lớp lên mọi thứ, nên đừng ngại xịt lên nắp. Và giờ thì xịt chút sơn trắng ở dưới góc này. Ông sẽ xịt kín toàn bộ chỗ này. Rồi ta có túi ni lông này. Ông dùng túi chấm chấm vào đây, nó sẽ kéo theo chút sơn. Được rồi đấy. Và giờ ông sẽ vẩy sơn trắng lên trên nền đen này, lấy nắp vung ra là xong. Được rồi này, đã xong. Ta-da. Ta-da. Wow, ông ơi, đẹp không tưởng đấy ạ. Con không tin là ông có thể làm dễ như vậy luôn đó. Đây, ông cho con đấy. Tớ muốn bức tranh đó, lấy tiền của tớ đi. Hôm nay mình sẽ dùng các màu này, cam và xanh lá. Không, không ổn rồi. Wow, sắc vàng đẹp hết sảy con 37. Ngồi đây đọc sách nào. Đẹp quá xa. Phải thu hút sự chú ý của nàng mới được. Chuẩn rồi, nhưng hoa này không phải của mình. Đúng rồi, mua hoa đằng kia là được mà. Nhưng mà giá thì trên trời thế kia. Mình rỗng túi mà. Mình là họa sĩ nghèo kiết xác. Có gì trong đây không? Chỉ toàn là sơn. Chán chết mất. Nhưng mà sao không tận dụng sơn nhờ? Phụ nữ thích hoa mà. Dù chỉ là hoa được vẽ trên giấy, dùng ngón tay tạo các lớp màu và bạn có thể làm mình hình bông hoa tuyệt đẹp. Nét vẽ độc đáo không nè. Giờ đến màu trắng ở giữa và một thoáng màu vàng thôi. Màu xanh lá làm nổi bần bật luôn. Đây có lẽ là tác phẩm đẹp nhất của mình. Tới đâu hay tới đó vậy. Tặng em nè. Hoa này còn kém em vài phần. Wow. Anh tặng em sao? Tất nhiên rồi. Em cảm ơn. Anh chỉ em cách vẽ tuyệt vời này đi ạ. Ok, các em sẵn sàng cho vòng này chưa? Hãy xem bài chú hươu cao cổ nhé. Vẽ kiểu gì bây giờ? Dễ ở thôi mà. Ngủ mình còn vẽ được nữa là. Mình biết rồi. Bắt đầu với cái đầu thế này. Giờ chỉ cần thêm vài đường. Mình hiểu rồi. Nhưng mà mong mong đã. Ê, ngon quá. Trung tâm mua sắm đó to thật. Nhưng mình có nguồn cảm hứng mình cần rồi. Đầu tiên vẽ 4 số thế này. Nhìn anh chàng nhỏ này xem. Và đây là thiên nga. Một chú bướm xinh xắn. Và cuối cùng một con cá. Giờ thì tô màu tất cả nào. Cậu ấy dễ thương nhỉ. Và bé thiên nga này thật kiều diễm. Đừng quên tô nước. Một chú bướm màu hương. Cưng quá đi mất. Hãy chú ý tới những chi tiết nhỏ. Giờ tới chú cá nhỏ. Thôi nào, hết giờ rồi các em. Em vẽ 4 con vật. Tất nhiên bao gồm cả hươu cao cổ. Tuyệt vời quá, Madison. Annie, một giây nữa thôi được không ạ? Em không thể vẽ nhanh được. Xong. Cá thú vị nhỉ? Đúng là một cái cớ buồn cho hình vẽ hươu cao cổ.
Lần này là một trái tim. Các em sẽ cần thêm họa cụ. Chuẩn bị này hai nàng. Xem đống bút nè bà con. Wow. Có mỗi vậy thôi á? Chán quá đi à. Chúc may mắn. Mình có cách rồi. Thế nào cũng tuyệt lắm đây. Mình sẽ vẽ một trái tim to đùng. Nãy giờ vẫn ổn nha. Giờ vẽ tim nhỏ ở bên trong nè. Hoàn hảo quá. Kinh khủng quá. Ê, xem tớ vẽ kia kìa. Xịn đó. Chắc mình cũng phải vẽ cái gì đó thôi. Chờ chút. Mình có ý này nè. Mình sẽ dùng cả bút dạ lẫn bút chì luôn. Giờ là phần hay ho này. Mình sẽ vẽ một đường ở giữa trái tim. Vậy là ngon rồi. Giờ thêm cái bóng nữa. Mình sẽ tô đậm lại một số chỗ để tạo bóng. Đúng như kế hoạch luôn. Giờ mình sẽ cắt quanh phần trên của trái tim. Cô ơi, em xong rồi ạ. Xin lỗi. Ok, xem trái tim của hai em nào. Rất thông minh đó Molly. Cô cực thích. Sarah ơi, trái tim đâu nào? Đằng kia đó ạ. Là nghệ thuật đường phố sao? Hai cách khác nhau nhưng đều xuất sắc. Cô rất thích. Em cảm ơn. Tích đu đúng là vui bá cháy. Tớ đến này Claire ơi. Woohoo! Xem tớ chạy nhanh không nè. Không ai có thể cản tớ đâu. Cảm ơn cả nhà nhé. Wow! Điện thoại tôi. Ai đã chụp điện thoại giùm em với? Tớ đỡ nè. Đấy. Suýt thì teo. Không. Mong là không bị xước nhá. Sao cậu không xài ốp lưng? Nhưng cái này nhìn chả nò mí. Mỗi người một ý nhỉ. Tớ biết rồi. Nếu cả nhà thích một cái ốp lưng cute thì hãy dùng bút 3D để tạo ra thiết kế nhé. Các cậu có biết tớ đang làm gì không? Để tớ gợi ý nè. Nó có rất nhiều màu sắc luôn. May mà tớ có đủ màu đó nha. Giờ đến xanh lá xa lánh nè. Các bạn nhớ phải vẽ thật nhiều đường đấy. Và sau xanh lá thì tớ sẽ thêm chút xanh dương dễ thương. Mọi người xem mấy đường đẹp tuyệt này nè. Tụi mình sắp xong rồi đấy. Nhưng không thể quên mặt trời tươi giói nhé. Mọi người sẽ thích mê cái ốp này cho xem. Và khi đã khô thì hãy gắn ẻm vào lưng điện thoại. Xem cái ốp mới của tớ này. Hết chán rồi đúng không nào? Xinh thế đấy. Giờ lên sóng tiếp nè. Cậu vẫn chưa ngộ ra bài học hồi nãy à? Bé mèo xinh ơi, mẹ thương bé nhất nhà đấy. À phải rồi, còn thử thách. Các em hãy vẽ bé mèo nha. Dạ vâng, em thích vẽ mèo lắm. Nói chung là em thích mèo đấy. Thế nào cũng rất tuyệt đây. Cậu ấy đang làm gì vậy? Vẽ chữ cát sao? Gì thế? U là trời, thế nào mình cũng thắng cho xem. Ok, đến lúc sử dụng tài vẽ mèo của mình rồi. Mình sẽ bắt đầu với một hình tròn. Mèo có thể tròn mà. Nhất là những em bé mèo mập mà. Mình nên làm gì tiếp nhở? Đến lúc biến chữ này thành cái gì đấy đỉnh hơn rồi. Mình sẽ bắt đầu với khuôn mặt nhỏ xinh này. Không thể quên cái ria nha. Ok, xong cái đầu này. Một đường cong dài làm đuôi và lưng nữa. Cưng xỉu. Wow, tuyệt thế. Cho cô xem tranh của các em nào. Ta-da, đây là bé mèo nhà em ạ. Dạ thì em cũng vẽ xong rồi. Em bị phân tâm ạ. Chà, em không thể thắng nếu chưa vẽ xong nhỉ. Vì vậy, chúng ta biết ai thắng rồi. Wow, thích thật sự. Mình và bé mèo lại thắng một vòng nữa này. Tuyệt, bánh quy. Mình mê bánh quy lắm. Hi, cậu thấy áo khoác mới của tớ sao? Tớ mua hời lắm nha. Áo này đang khuyến mãi 50%. Kèo quá thơm phải không? Cũng tạm, không tệ. Nhìn áo khoác mới của tớ đây. Thế cậu thấy ốp điện thoại mới của tớ thì sao? Kim tuyến lỗi mốt rồi gái ơi. Tớ có pop it nè. Sao cũng được, tớ còn có vở nữa nhé. Tớ dán đầy hình dán luôn. Trái tim và ngôi sao và một que kem nhỏ nữa. Hả? Vở của mình trống trơn nhìn chán quá. Thế này không ổn tí nào hết. Phải có cách gì đó chứ nhỉ? Mình có bút lông nè. Khoan, đã có kế hoạch luôn rồi.
Chuẩn bị bút viết bảng trắng và dao nè. Cắt phần đầu nhé. Và cắt thêm vài đường để nó trông giống trái tim. Ồ, nhìn xinh xỉu luôn này. Và giờ thì lấy vở ra, mình sẽ dùng làm con dấu. Không chỉ dừng lại ở trái tim đâu. Xong rồi nè, vở của tớ đầy trái tim và sao nhé. Thấy không, tự mình cậu có chứ. Tớ còn không cần hình dán. Wow, cậu tớ làm đây á. Đừng bỏ con đi mẹ ơi. Mẹ đi một tiếng thôi mà con gái. Ôi, đứng dậy nhanh. Mẹ đi một tí rồi về nhá. Chơi với em con nhá. Thật luôn hả? Nhìn tới mẹ kìa. Thôi đừng khóc, mình chơi với nhau. Chơi đua xe nhá. Yeah. Thôi, chơi cái đó cũng được. Em muốn xe trắng cơ. Ngồi xuống sàn đây này. Không biết mẹ sẽ đi tới bao giờ. Có cái xe mà chơi mấy em ẩn. Sao kiểu con trai thích đồ tô thế. Yeah, mình nghĩ ra trò để chơi rồi. Mình sẽ vẽ lên bàn luôn. Em làm cái gì vậy? Hư đấy nhở. May mà anh có giấy mềm. Rồi ạ. Vậy là sạch bóng luôn. Giờ làm gì đây ta? Ai mà chẳng thích bóng đá nhở? Chơi đi, vui lắm á. Ê, xem này. Bắt lấy. Trượt rồi. Nhưng vui lắm ạ. Ê, xem anh làm siêu không? Cầu chưa? Không. Gabby. Dạ. Em không được vẽ lên đồ đạc như thế. Dặn bao lần rồi. Xin lỗi. Không cho thì thôi, làm gì mà căng. Có cả cái tường luôn này. Mình sẽ tạo nên một tuyệt tác luôn. Vẽ thôi nào. Mỏi rụng tay mất. Gabby, em đâu rồi? Không. Ôi trời. Mẹ về rồi nè. Ôi rồi. Mẹ về rồi. Con vẽ bức tranh này cho mẹ đấy. Có mỗi việc trông em mà cũng không xong. Thằng chửi đánh này. Khoan đã, không thể để chuyện đi quá xa. Bỏ sáp màu xuống. Gabby, đừng làm thế. Bỏ xuống ngay. Gì? Nhìn quá, anh đến ạ mày thôi. Anh bẻ gãy sáp màu của em rồi. Ui, anh xin lỗi, đừng khóc mà. Bạn muốn làm gì đó vui vui với sáp màu? Chỉ cần dùng lưỡi dao cạo sáp ra. Và dùng thật nhiều màu. Nhấn và trải ra. Bạn còn có thể vẽ lên đó. Đây là ngài cầu vồng. Đừng quên chân nhá. Đó. Có xinh không nè? Đẹp quá ạ. Cho em thử nhá. Mẹ về rồi nè. Không có mẹ vẫn chơi ngoan hả? Tiếp đi. Nhìn hai đứa chơi với nhau cưng chưa kìa. La 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 woohoo. Oh, xin lỗi cả lớp. Lần này là gì thế ta? Một ngôi sao, bắt đầu. Gì đây? Họa cụ à? Chán thật sự, cho Molly cho rồi. Xem này má. Wow, hôm nay may mắn quá đi. Mình sẽ đặt khung lên tờ giấy và cho nhiều màu sắc lên trên cái cọ. Mình sẽ tô lên cái khung này. Thế là có hiệu ứng xịn sò rồi. Giờ mình sẽ cẩn thận gỡ khuôn tô ra. Wow, trông như là cầu vồng luôn đấy. Thích quá đi. Cậu chỉ làm được đến thế thôi à? Mình cần gọi điện một phát. Alo, tôi cần được trợ giúp. Có chuyện gì ở đây vậy? Vẽ ngôi sao hả? Đơn giản. Với dân pro như tôi thì trò này quá là đơn giản. Xem mà học hỏi này. Nếu là khó hơn xíu nữa thì càng tuyệt. Nhưng phải chịu thôi. Và xong rồi, mọi người vỗ tay đi. Tôi biết là tôi giỏi mà. Xong rồi đấy à? Ôi trời, em đúng là tuyệt tác. Nàng thơ của tôi ơi. Cái anh này, anh có thể vẽ em hàng ngày luôn. Em phán nha cả nhà. Chưa từng thấy ai đẹp như vậy luôn đó. Tặng cho em này. Anh lãng mạn quá à.
Anh rất có cảm hứng khi ở cạnh em đấy. Đi nào. Này, quay lại đi. Tranh của mình. Thử thách tiếp theo đã tới rồi đây. Cô từng nhìn thấy rất nhiều quả táo rồi và cô biết cách bắt đầu đó. Và một vòng tròn hoàn hảo cực kỳ quan trọng. Nhưng vẽ cái cảnh ở đâu nhở? Vòng tròn này chiếm trọn tờ giấy rồi. Dùng giấy hình vuông nào. Tìm cái gì lấy cảm hứng thôi. Khoan, mình nhìn thấy một quả táo hoàn hảo. Hình như cô đang tập trung chuyện khác. Triển nào bà con. Nhiệm vụ bất khả thi quả táo bắt đầu. Mình đã có hàng đây rồi. Cắt một đường gọn gàng là được. Hả? Con bé Annie làm gì thế? Này em kia, ngồi xuống. Em xin lỗi. Trời ơi, suýt thì được rồi. Thôi thì biết gì vẽ đó vậy. Ví dụ như từ Apple này. Dễ ẹt luôn. P-P-L-E. Mà chờ chút. Nếu mình chia từ này thành 5 hoặc là một quả táo. Mình sắp vẽ xong luôn rồi này. Ok, vẽ to gấp 5 lần luôn này. Ai biết những con số có thể tạo ra một nửa trái táo chứ. Chả biết được ban đầu nó là một con số luôn. Nhất là khi bạn chưa tô màu. Khi hòa màu đúng thì quả táo sẽ nhảy khỏi trang luôn. Không thể quên cái cuống nha. Tạo một chút chiều sâu này và thêm chút chi tiết nho nhỏ nữa. Và quả táo này trông ngon quá trời rồi. Các bạn đồng ý chứ? Ta-da! Xong rồi đây. Cô cũng thế. Nhìn thật quá. Còn hình này. Chán. Chả, vòng này dễ rồi. Hoan hô Annie. Thắng rồi, tuyệt. Ước gì mình có táo thật nhỉ. Cô cũng thế. Có người ăn sạch quả táo này rồi. Ha, may mà quả của em tươi giói. Sky, lần này cậu nhấn nút đi. Ok, bánh xe quay nè. Để xem lần này tụi mình phải vẽ gì nhé. Unicorn, tôi thấy háo hức lắm luôn. Wow, cái này mới nha. Lexi ơi, nghĩa là cậu phải bịt mắt đấy. Nè, tớ mà bị bịt mắt thì tớ cũng phải làm unicorn mới chịu. Yes, chúng mình sẽ trang trí bánh quy hình unicorn. Vui ghê. Lại đeo tạp dề. Ok, có lẽ tớ sẽ kéo miếng bịt mắt này xuống. Sky, cậu đâu rồi? Cậu có ở đó không? Nhưng ở đó có gì đấy? Yes, bánh quy đây rồi. Mình sẽ trôm luôn. Mầm mầm thôi nào. Lexi, nhưng mà tớ có nhìn thấy gì đâu cơ chứ. Nhom 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 nhom. Mà chờ chút, bánh quy của mình đâu rồi? Mất rồi. Không có à? Đi đâu được ta? Tớ thì chả nhìn thấy gì rồi. Biến mất như làn gió. Tớ sẽ lấy bánh quy mới vậy. Và mình phải để mắt tới nhỏ Lexi. Nào nào, tụi mình bắt đầu trang trí bánh quy đi. Ok Lexi, tớ sẽ giúp cậu lúc đầu. Đây là kem trắng của cậu nè. Tuyệt, cảm ơn Sky, tớ sẽ làm luôn đây. Cảm giác khó thật đấy. Đầu tiên tớ sẽ tô theo đường viền bánh quy. Ok là, và giờ tớ có thể tô thêm nhiều kem trắng vào trong. Ok, không khó như tớ tưởng. Chắc là đẹp lắm ha. Wow, chắc là bánh quy sẽ dễ thêm lắm cho mà xem. Thêm một chút nữa thôi và xong. Phủ toàn bộ bánh quy rồi. Bây giờ tớ sẽ dùng cây cọ vẽ này và kem màu vàng óng. Tớ sẽ tô ở phần đáy và cả ở trên tai nữa. Ok, phải tô cả sừng nữa chứ. Giờ tớ sẽ vẽ một đôi mắt to tròn cho unicorn. Tớ cần dùng một chút kem màu đỏ ở đây nè. Unicorn có lỗ mũi hình trái tim. Cưng xỉu. Không ngờ mình vẽ unicorn giỏi như vậy. Ok, tớ cần màu này. Mà đây là màu gì nhỉ? Bó tay. Nhưng unicorn cần mắt, lại phải đổi màu thôi. Phải tạo ra lỗ mũi cho unicorn thở chứ. Rất chi là quan trọng. Kiểu gì cũng đẹp xuất sắc cho mà xem. Yay, xong rồi. Còn cậu thì sao Sky? Ôi không, ai mà ngờ được nó lại thành ra thế này. Chà, cậu bị bịt mắt mà vẽ được vậy là đỉnh rồi. Nhìn chú muốn hôn cho unicorn một cái. Nhìn cưng xỉu, cậu nói đúng. Hôn hôn hôn. Thôi không sao, tớ có sự nè. Đáng sợ như gấu ấy. Hiểu không? Là gấu đó. Mình biết cách làm vòng này trở nên vui hơn nè. Em hiểu rồi David. Giờ thì đổ đầy ly nào. Cho em chút. Và anh chút nữa.
Không cần cảm ơn đâu. Thơm quá. Sao các cháu không vẽ vậy hả? Úi. Wow, các vòng nước nè. Trông tệ thật đấy. Có khi mình làm được gì đó với cái này đấy. Trong cái rủi có cái may nè. Mình chỉ cần thêm một vài hình dạng nữa để nó xịn sò thêm thôi. Đôi tai đáng yêu nè. Sau đó là phần cơ thể. Không được quên đôi tay tí hơn nhé. Gương mặt sẽ khiến con gấu sống động hơn, thấy chưa? Màu sắc cũng dễ chọn thôi. Nhất là khi tụi mình đã có cái tên gấu nâu. Bé này trông giống chú gấu bông hồi nhỏ của mình quá. Những đường nét này sẽ giúp gấu trông lông lá hơn. Nhớ thổi cả chân nữa nhé. Hoàn hảo, nhìn gấu dễ thương ghê. Bỏ bút xuống nào các cháu. Ấy trời trời. Cả hai tụi mình đều vẽ gấu bông nè. Ý tưởng lớn gặp nhau mà. Wow, ai ngờ khoa học lại thú vị đến thế cơ chứ. Oh, có tin nhắn. Ôi không, mình quên sự sinh nhật của Gina. Phải tìm quà cho cậu ấy thôi. Chắc xung quanh phải có cái gì mình dùng được chứ nhỉ. Ổn áp này. Giờ chỉ cần tìm quà nữa thôi. Wow. Ôi, dùng ri băng được đấy. Quả rồi không bầm hơi phí. Ok, giờ sáng tạo thôi. Sẽ phải ngon lành. Đấy, trông hơi bị được. Nhưng quà gì được ta? Búp bê hả? Ồ, lại là búp bê. Thích muốn xỉu luôn. Thôi, hòa đi. Ý này được này. Xinh lắm luôn ý. Ông ở đâu mà cả đàn thế này? Tôi bị đốt rồi. Không thể liều được. Ý này mới chất nè. Đùa tớ đấy hả? Dẹp zoom. Thôi nào, nghĩ đi. Biết rồi. Mình có thể làm sổ cho cậu ấy. Bắt đầu với một quyển sổ bình thường, mở bìa sau ra này và bắt đầu đính một đường keo mỏng quanh viền. Kéo dọc cạnh bên và cạnh đáy của trang nữa. Tiếp theo bạn sẽ cần một dải ruy băng hồng, dính ruy băng vào keo này. Lặp lại với những dải ruy băng hồng khác quanh đáy của trang. Khi đã xong thì bạn có thể dùng ruy băng xanh lá, dính các dải xanh lá ở cạnh bên của trang. Đừng chừa chỗ trống này nhé. Các dải phải nằm cạnh nhau. Giờ thì đóng quyển sổ lại nào. Gấp ruy băng hồng lên bìa quyển sổ, sau đó đan dây xanh lên xuống dây hồng nhé. Tiếp tục làm từ dưới lên trên với các sợi ruy băng khác. Bạn sẽ tạo ra hiệu ứng mắt cáo ý. Giờ mở sổ lại nè và đính keo lên cạnh trên của trang. Gấp phần thừa của ruy băng vào đó rồi dính nó lên keo. Nhớ ấn xuống thật kỹ nhé. Phết keo quanh viền lần nữa, chỗ bên trên ruy băng ý. Nhớ phết ba cạnh của trang thôi nha. Giờ mình đặt một miếng giấy lên trên. Ấn một cái thật mạnh để cố định tờ giấy. Xong, sổ tự làm này. Mong là Gina thích. Mình sẵn sàng đi sinh nhật Gina rồi. Tớ có quà cho cậu này. Wow. Giấy cắt nhỏ này. Cảm ơn cậu. Gì vậy má, xem trong hộp kìa. Phải rồi. Cảm ơn cậu. Cậu là số 1. Tớ biết mà. Ê gái, cậu có thấy thứ đang thấy không? U là trời. Răng của nó dài dã man rợ luôn. Ôi không, nó đang to ra kia kìa. Đừng lo mà hai em, nó không có hại gì đâu. Chà, nhẹ nhõm cả người. Tuy nhiên, đó chính là gợi ý cho thử thách vẽ tiếp theo đấy. Dạ vâng, vậy là tụi em có số 5 trên giấy. Có lẽ mình biết nên làm gì rồi. Mình sẽ bắt đầu với việc thêm các đường vào con số này. Một đường rích rắc xuống dưới này, thêm một con mắt nữa và không thể quên hàm răng. Khủng long phải có chân và tay nữa, anh chàng cũng cần biết đi mà. Ok, đến lúc thêm chút sắc màu rồi. Mình muốn cậu chàng trông thật đáng sợ. Một chút nữa thôi là xong này, tuyệt, trông ngầu cực. Đừng có mà copy bài của tớ đấy nhá. Này, thôi nào, cho bạn thân cậu tí hí xíu xíu coi. Đợi một chút, bút chì này. Mấy cây bút này thể nào cũng giúp mình giải quyết vấn đề cho xem. Ok, làm chặt chỗ này chút xíu nhá. Chỉnh sửa cây bút chì này nữa nhỏ. Mình đã khắc hình lên tẩy của mấy cây bút này nè. Hình trái tim bên này và hình ngôi sao bên này. Rồi nhá, giờ mình sẽ lật tờ giấy lại để bắt đầu vào làm.
Ok, dùng bút dạ đáng tin cậy tiếp nào. Mình cần một hình quả trứng ở đây. Còn giờ tới phiên mấy cục tẩy. Nhúng vào cái sơn này. Và giờ là chấm chấm. Ok là dừng lại. Giờ cho cô xem tranh của các em nào. Chà, của em đây thưa cô. Mong là cô thích ạ. Còn đây là của em. Khủng long vẫn còn trong trứng ạ. Hả? Như vậy có được tính không ta? Ồ, nhưng tranh của em rất xinh nên em chiến thắng. Em ạ, thật sao cô? Tuyệt, em cảm ơn cô nhiều. Mình thích bim bim này, nhưng mà sẽ tuyệt hơn nếu chia sẻ với bạn bè đó. Với lại tôi thấy quả trứng ấy cũng dễ thương lắm. Cảm ơn cậu. Vệ sinh nhà đúng là thích. Lần cuối mình lau cái này là hồi nào vậy? Tập trung nào. Đừng làm rơi bỏng nha. Cẩn thận. Này, tôi chẳng thấy gì hết hả? Julie ơi, nhìn màn hình kìa. Ôi không, họ định làm gì nhỉ? Ôi hổ muốn vỡ tim rồi. Cẩn thận chứ ông ơi. Trời ơi, người chơi 456 sắp thua rồi. Sự căng thẳng này làm tôi đói meo rồi. Cậu kề cái này hơi lâu rồi đấy. Bao lâu rồi cậu chưa tắm thế hả? Phải gì thôi. Thơm nức rồi nhé. Mọi người biết sao không? Bày trò giải trí nào. Đầu giấy bảng đến đây. Ta-da. Nhưng chúng ta chưa xong đâu. Dùng keo đen để tô viền mặt nạ này. Khi đã xong, hãy dùng gỗ để tạo ra hình dáng như vậy. Rồi dùng cái giải thế này và dính mọi thứ lại với nhau. Ngon lành. Giờ đặt nó lên mặt nạ bằng giấy bạc nè. Sau đó dùng keo đen để làm mặt nạ. Bước này sẽ cần nhiều kiên nhẫn đó. Xong 1/4 rồi. Tiếp theo là vẽ đường ngang nhé. Tôi đã nói là sẽ phải kiên nhẫn còn gì. Giờ đến nửa kia nè. Thời gian cho nhanh như cún chạy ngoài đồng luôn. Giờ đến phần màu trắng. Nhìn đã quen thuộc chưa cả nhà? Nếu mọi người đã xem trò chơi con mực thì hẳn phải biết cái này là gì rồi ha. Nhìn sợ nhỉ. Chỉ một tập nữa thôi. Tập trung nào. Chào gái. Hả? Có phải? Không thể thế được. Đừng làm tôi đau. Tôi không chơi đâu. Bị lừa nhé. Nhìn hay quá vậy. Tôi cũng khéo tay quá nhỉ. Nhìn hơi bị thật phải không? Em là em bé thủ công của tớ á. Julie, nhìn kìa. Cậu cũng làm nhỏ kia hả? Không biết tớ chết liền á. Thế thì nó là ai vậy? Chạy lẹ đi má ơi. Con sắp phải trả lại que kem cho mình. Sao đường sóc thế này? Yeah, vẽ tranh thôi nào. Mình là họa sĩ. Nghệ thuật đỉnh cao là đây. Vẽ vui quá. Ôi không, mình làm dây sơn lên máy tính rồi. À đúng, thì cứ lau sạch thôi. Khoan, làm ra thấy ghê quá, chết rồi. Bây giờ lại còn loang lổ hơn nữa. Hồng lòe luôn. Chị sẽ tức điên lên cho mà xem. Chị tỉnh rồi. Bé đang làm gì vậy? Sao nhìn chị chăm chăm thế? Trông em lạ lắm nhé. Rất đáng ngờ đấy. Khoan đã. Laptop của tôi. Sao lại thành ra thế này? Toàn sơn hồng này. Có gì ở đây nhỉ? Ống hút à? Khoan, mình hoàn toàn có thể cứu vãn trò tai hại này. Ok, đây là chiếc laptop đáng thương của mình. Mình cần thêm sơn. Chuẩn rồi, thêm chứ không phải bớt sơn nha. Trắng và vàng nữa. Thêm chút tím, màu đẹp quá. Và thêm chút vàng ngả nâu nữa cho đa dạng. Ok, giờ thì cần đến ống hút nè. Mình sẽ bắt đầu thổi sơn. Dùng hơi để đẩy sơn loang ra khắp laptop nè. Cứ tiếp tục thôi, mình thiết thật nhiều màu sắc sặc sỡ. Hòa văn với các màu sắc trông thật thú vị. Wow, không ngờ chúng ta lại có thử tác thế này. Đẹp xỉu luôn, nhìn giống như những làn sóng. Không ngờ kết quả lại xuất sắc thế này. Wow, nhìn máy tính của chị kìa, ngầu quá. Nhìn cưng xỉu luôn, Matthew sẽ thích lắm cho xem.
chắc là không rồi, mình phải sửa lại thôi. Tuyệt, thế là bay luôn cục tẩy. Không sao, chắc trong hộp bút sẽ có. Đâu thế nhỉ? Nhớ là có mà ta. Khoan đã nào. Gina ơi, cho tớ mượn tẩy đi, nha. Ủa, của cậu này. Úi. Ơ kìa. Cảm ơn cậu vì cho tớ mượn nhé. Đúng thứ tớ cần luôn. Matthew vẫn cầm ý. Đi gặp cậu ấy thôi, chắc cậu ấy sẽ bất ngờ lắm. Phù, nhà Matthew xa quá. Ít nhất tí nữa mình không cần tắm. Biết vậy mình đã mang theo áo khoác rồi. Muốn gặp cậu ấy quá à? Gì chứ? Hôm nay cậu xinh ghê nhở. Không thể tin nổi. Với cục tẩy của mình nữa chứ. Bực bội quá đi. Matthew xấu tính quá. Sao lại thế chứ? Mình sẽ không bao giờ cho cậu ấy mượn tẩy nữa. Mình phải làm gì bây giờ? Gina, hả? Cậu đến từ hồi nào vậy? Dùng đồ chuốt đi. Dùng thế nào? Đợi chút đã, tớ hiểu rồi. Cảm ơn cậu. Đáng lẽ mình phải nghĩ ra từ trước chứ. Lật ngược đồ chuốt lại để bắt đầu này. Sau đó mình sẽ phủ mặt sau của đồ chuốt với keo. Mình sẽ cho đầy keo vào đó luôn. Giờ để em ấy khô lại. Vậy là ổn rồi. Keo có thể tẩy vết bút chì đó. Hiệu quả hoàn hảo luôn. Giờ hoàn thành tranh nào. Hả? Cứ tưởng tớ giúp gì được chứ. Tặng cậu gấu này. Ồ, yêu quá đi. Tớ xin lỗi nha. Đừng giỡn các nàng. Bắt đầu nhé. Giờ tới lượt các em. Chúng ta đang vẽ bàn tay nhỉ. Thú vị đấy. Tớ có ý này. Để xem nào. Sao vậy trời? Chỉ là điện tăng vọt lên chút thôi. Là cái móng của tay tôi sao? Tôi mới có ý cực đỉnh đây. Ổn hơn rồi đấy. Và chúng ta có ánh sáng thưa quý vị. Hãy làm thôi. Đầu tiên tôi viền bàn tay. Rồi biến bàn tay của bạn thành một chú chim nhỏ xinh xắn. Tô màu với bút phấn trắng. Đừng tô cái cánh vội. Ok, giờ thì tô đi. Và đừng quên bàn chân nhỏ nhé. Mình cứ biết cách vẽ thứ này. Hả? Trông ngớ ngẩn quá. Có gì không? Mình không thấy được. Ha, chuẩn cái này. Mình ngắm bị lệch. Để thử cái này xem. Tôi viền bàn tay bạn như thế này. Rồi biến nó thành một chú chó dễ thương. Đâu còn giống bàn tay nữa đúng không? Xem cái lưỡi khổng lồ kìa. Rồi cho cậu ấy bộ lông màu nâu. Hết giờ. Hãy kiểm tra các kiệt tác này. Đó là bàn tay của các em sao? Thật không tin nổi. Con nhìn của em thật tuyệt diệu. Vô cùng nổi bật đấy. Hoàn hảo. Làm sao mình chọn được người thắng? Cả hai bước đều quá tuyệt. Hai giám khảo cho hai người thắng cuộc xứng đáng. Vậy lại tụi em đều thắng vòng này. Ơ nào, lần này sẽ là cái gì đây? Yay, chơi không nè? Được rồi Olivia, phải nhìn theo hướng ngược lại với ngón tay của Clay nhé. Nhanh hơn một chút nữa nào. Tí nữa là thắng. Đến là tớ. Chuẩn bị nào.
Ôi trời ơi, nhanh quá thể luôn. Lần nữa nhá. Ok này gái, đừng nhìn theo ngón tay của tớ đấy nhé. Được. Gì chứ? Không. Ôi chà, cho tớ thử thêm một lần nữa đi, năn nỉ luôn á. Được rồi, nhưng lần này nữa thôi nha. Cũng phải mất một lúc đây. À, sao cái này lại khó thế nhỉ? Ai biết đâu, cậu không được nhìn theo ngón tay tớ mà. Thật đấy hả trời? Tớ cần ngủ chút. Chào, giờ tớ phải làm cái gì thế? Được rồi. Lần này đến lượt tớ đúng không nè? Hy vọng các gái đang khát. Ok, lần này tớ sẽ nhấn nút. Không biết lần này bánh xe sẽ dừng ở đâu ta? Ồ, một cái cây. Tớ không hề nghĩ đến luôn. Khoan, tớ lại không được dùng tay á? Để xem phép màu cho tụi mình cái gì trong thử thách này. Ồ, hình như ở đây là một lọ mực và ống hút. Chà, có lẽ tớ bắt đầu luôn đây. Khỉu tay ơi, thể hiện sức mạnh đi xem nào. Tốt lắm, giờ thì mở nắp lọ mực. Yes, ok. May mà ống hút được tạo ra cho miệng đấy. Được rồi, giờ tớ cần dùng ống hút để lấy mực. Mực lên rồi kìa. Mình phải làm cách khỉ gì với một chiếc ống hút chứ. Ôi không, cậu ấy đang uống mực. Dừng lại, mực là mực đấy. Hả? Phiểu, thế mà tớ cứ tưởng cậu uống nó. Chắc tớ có nhiều lựa chọn để vẽ đấy. Chỉ cần tiếp tục thổi mực theo hướng mà tớ muốn. Wow, hết sảy con bà bảy. Không tin nổi là cậu vẽ được chỉ với một chiếc ống hút trong miệng. Sao mình làm không được? Có khi mình phải thổi ống hút mạnh hơn nữa. Thôi nào, mau ra đi mực ơi. Khoan, có gì trên mặt mình vậy? Mực bắn đầy mặt rồi. Cậu ấy lại làm sao mà khóc thế kia? Cứ như con nít ấy. Khoan, hả? Dừng á, tại sao? Nhìn nè, tớ có sơn hồng. Tớ chỉ cần bóp một đường sơn ra và đến một màu khác nè. Ok, có hai đường sơn rồi. Giờ tớ cần một chiếc tăm bông. Tớ chấm vào màu hồng nhạt này, xem nhé. Tớ sẽ chấm đầu tăm bông lên các cành cây màu đen của cậu. Thấy không, trông giống như hoa ấy. Giống như nụ đang hé mở vào mùa xuân. Nhìn cái tóc này đi, có đẹp không cơ chứ? Wow, cô thực sự làm cho cây của tớ trở nên đặc biệt hơn đấy. Tớ rất vui vì tụi mình cùng tạo ra bức tranh này. Tớ cũng thế, đẹp ghê. Bạn có ý tưởng hay để tạo nên một tác phẩm nghệ thuật nhưng loay hoay chưa biết phải làm sao? Đừng lo nhé, chúng tôi có một số mẹo vặt giúp biến những ý tưởng thông thường thành kiệt tác đích thực đó. Giờ thì hãy để sức sáng tạo bay cao bay xa. Nào các bạn, cắm trại thôi. Ăn đồ ăn giả bộ đi nào. Chán quá. Điện thoại của chị. Nhưng mình không mở được. Biết rồi, chỉ cần là khuôn mặt của chị. Dễ ẹt. Đừng dậy nhé. Khuôn mặt nào? Không được nếu không có nhãn cầu. Bằng keo này chắc được đấy. Chỉ cần kéo mí mắt lên mà không làm chị thức giấc. Không được quên mắt bên kia. He he. Được rồi, đã đến lúc mở chiếc điện thoại này. Được không nhỉ? Cũng không được sao? Ước gì mà chị trông tự nhiên hơn. Thôi nào, ngậm lại đi. Cái miệng bị sao vậy nhở? Cứ ngậm thế nhé. Đừng cử động. Ok, chắc chắn là không được rồi. Đợi chút, mình có thể dùng giấy bóng kính này. Chỉ cần trải nó lên mặt chị và đồ theo đường nét cả khuôn mặt. Rốt cuộc, điện thoại sẽ nhận ra các hình dạng chung của khuôn mặt. Ít nhất chị cũng nằm yên. Chỉ cần có đường viền hàm đúng là được. Tuyệt vời, đúng là kiệt tác. Trời,
chị có thể giúp gì? Sao nhìn cái này quen vậy nhỉ? Nếu em muốn vẽ một khuôn mặt, hãy dùng một bức ảnh. Bỏ ra. Chị sẽ chỉ em cách làm cho đúng. Đầu tiên, em phải sắp xếp các dụng cụ vẽ, làm cho nó giống chữ H. Thấy không? Được rồi đấy. Bắt đầu đồ khuôn mặt như thế này, và bên còn lại cũng sẽ vẽ tương tự. Nó sẽ đi theo các chuyển động, thấy không? Hoàn toàn không tốn sức, không cần học vẽ chuyên nghiệp. Nhìn khá giống đúng không? Giống như soi gương vậy. Này, được rồi này, gặp chị sau nhé. Làm gì thì làm không được đọc tin nhắn. Hay là xem thư viện ảnh của chị đấy. Chúng ta đến thử thách tiếp theo nào. Quá trời các màu sơn với mút tán trang điểm. Dai và mịn lắm luôn. Để tới kiểm tra lại lớp trang điểm đã. Tớ chắc chắn cần dặm lại một chút rồi. Tớ cũng thế Sky ạ. Ôi nhìn kìa, bánh xe. Nhìn đi, nó dừng ở mút tán trang điểm. Yay, và chúng mình có hai tấm toan vẽ dài nè. Được rồi, có đủ đồ nghề rồi, giờ xem tay nào nhé. Trời, cả hai đều không được dùng tay. Lấy sơn nào. Ow, đầu tớ. Ouch. Ok, tụi mình phải cẩn thận hơn. Ok, tớ đã chấm đường mút tán vào màu vàng. Và giờ tớ sẽ chấm nó lên toan vẽ và cố gắng tạo thành một đường thẳng. Chắc tớ sẽ bắt đầu với màu xanh sáng này. Và tớ sẽ sơn từ đầu đến cuối toan vẽ luôn. Giờ tớ cần thêm màu cam vào đường màu vàng lúc nãy. Chuyển sang màu hồng nhạt nào, tớ sẽ chấm vào bên cạnh màu xanh. Tớ sẽ cần màu xanh lá tuyệt đẹp này. Chào này cũng vui phết Lexi ha. Ok, làm việc tiếp nào. Tớ cần chút màu xanh ở ngay vùng này. Tớ cần tiếp tục tán màu hồng này vào nhau. Yes, hiệu ứng ombre của chúng mình đỉnh chứ này. Wow, đẹp dã man con ngan. Còn bình lặng nữa. Tớ cũng xong rồi, mỏi hết cả hàm rồi nè. Wow, tranh của cậu khác hẳn phong cách của tớ luôn. Wow, chà cậu thấy tranh của tớ chưa? Lexi, nhìn đây nè. Yeah yeah, đẹp lắm Sky. Tớ chỉ... sao mà cậu vẽ được đỉnh vậy trời? Cảm ơn nha, tớ vẽ y như tớ hình dung trong đầu thôi. Tớ không biết nên cảm thấy sao về tranh của mình nữa. Thôi mà đừng buồn, tụi mình cùng vẽ thêm đi. Dùng hoa cúc nhé. Tớ sẽ úp màn hoa xuống toàn vẽ của cậu. Và giờ chúng ta nhúng mút tán vào sơn trắng. Sau đó chúng ta chấm sơn lên rìa của cánh hoa như thế này. Wow, làm thêm một bông ở trên này nhé. Wow, Sky, cậu làm cho tranh của tớ nổi bật hẳn. Giờ thì tớ thích rồi. Cánh hoa tạo hoa văn đồng lại chứ kìa. Đẹp dã man. Không có gì, rất vui vì giúp được cậu. Wow, dính cứng quá vậy trời. Trông mềm thế nhở. Ôi trời. Chào. Ngồi đi Ellie. Ok. Đừng có mà nhìn tớ. Cô ấy trông thân thiện nhỉ. Màu này hợp với mình đấy. Achi. Nào cả lớp, mở sách ra cho thầy. Có cần không thầy? Hôm nay chúng ta sẽ học một bài rất hay đó. Vâng vâng. Mình thích vở của cậu ấy quá. Mình nên viết bài nhở. Biết mà, bút của tớ xinh dã man. Ước gì mình cũng có đồ xinh xẻo. Đồ của mình cứ bị chán nòm ấy. Bất công ghê. Có chuyện gì vậy hả? Khoan đã. Em bị sao thế? Em bị ghen tị với bút của cậu ấy. Để thầy xem nào. Bút đẹp thật đó nha. Để thầy giúp em. Thật đã. Cùng nâng cấp bút bằng mẹo dễ cực này nào. Tháo hết cây bút ra nào, rồi rót keo đầy vỏ bút. Cố đừng làm dây ra lung tung nhé. Vậy là ngon lành. Giờ cho kim tuyến vào này. Cho ống mực vào lại vỏ bút nhé. Và vặn đầu bút. Thế là hết chán nòm nhá. Trông đẹp nhỉ. Wow, xem này. Không thể quên anh chàng đáng yêu này được. Ồ, cưng xỉu luôn ý. Cảm ơn thầy ạ. Đợi chút. Giờ thầy thấy thoải mái hơn rồi. Wow, thầy thời trang ghê. Cho thầy xin nhé. Thôi, xấu quá. Em cần phải tân trang đó. Cảm thấy sung sức ghê. Sao? Sao thầy làm hay vậy ạ?
Thôi kệ đi, em thích lắm. Thầy là giáo viên yêu thích của em đó ạ. À, việc của thầy mà. Cảm giác tuyệt quá. Gì? Wow, trông cậu xinh quá à. Ờ, tớ có cái này tặng cậu này. Thật hả? Cho tớ sao? Cảm ơn nhé. Chào bạn thân. Selfie này. Lớp học này vui thật. Ồ, phải thay đồ đã. Vậy, bài ngày hôm nay. Ok, chỗ này nhìn ổn áp đấy. Vâng. Cây cối, thiên nhiên, còn gì hơn. Ta chiến thôi. Ok, không biết nữa. Gì? Này, đừng có nhòm bên tớ. Gì mà căng? Ờ, thế thì tớ sẽ sang bên này. Vẽ gì giờ ta? Bingo! Chú chim đáng yêu xỉu. Mong là David không thấy nó. Tớ nhìn thấy trước. Ờ ha, người vẽ chim đẹp nhất sẽ thắng. Một hình tròn khéo léo rất quan trọng đấy. Chỉ cần biết vẽ các nét ở đâu là được. Đẹp ha. Nhưng thêm màu sắc sẽ làm nó nổi bật. Màu vàng là màu tươi tắn phải không? Màu này rất hợp với anh chàng vui vẻ. Còn chút xanh lá thì sao ta? Sắc màu yên bình đấy. Và chút màu xanh dương sẽ cho mắt một màn chiêu đãi. Vẽ ở viền trước lúc nào cũng thật tuyệt. Mọi chuyện có vẻ suôn sẻ phải không nào? Sắp xong rồi. Chỉ cần trang trí nốt một xíu nữa là xong. Và hoàn thành tác phẩm rồi. Một tuyệt tác đích thực. Đồng ý không nào? Chuẩn. Mình thấy rất hài lòng. Cái gì kia? Tớ chỉ cần thêm tay thôi. Hóa ra bạn chỉ cần một bàn tay thôi. Chà, bàn tay cùng các chấm và các đường ở vị trí hợp lý. Bạn đã thấy mặt của chú chim chưa? Đừng lo, bạn sẽ sớm thấy thôi. Cành cây sẽ tiết lộ nhân vật của chúng ta. Và đây là bàn chân nhỏ xinh này. Và lá cây màu xanh. Cảm giác thật yên bình. Bạn đã thấy chú chim chưa? Mình cũng sáng tạo lắm đấy chứ. Chà, nếu cậu muốn xem đến thế. Hết giày phải không? Oh. Tớ thấy cả hai bức đều rất đẹp. Chúng mình hỏi thầy xem nhé. Nghiêm túc hả trời? Mong là thầy vẫn ổn. Có vẻ thầy chỉ ngủ gật thôi. Thầy. Xong rồi à? Tốt lắm. Giờ thì cho thầy thêm 5 phút nữa. À, thế cũng được. Chào Julie, cái cốc mới của tớ xinh không nè? Ồ, nhìn cứng thế. Cho tớ xem với. Mơ đi cái đồ tay trơn. Ờ thì thôi. Mình phải tìm chỗ để giấu hẻm đi mới được. Mấy cái kệ đó cao đấy. Julie sẽ không với tớ đâu. Bác ghế lên cũng không tới đâu. Bye bye. Cậu ấy đi rồi phải không? Đến lúc ngắm nghía em cốc rồi. Tới rồi. Nhón thêm xíu nữa là được. À, tuyệt. Thôi toang. Không thể tin nổi. Mình sắp bị xử rồi. Phải giấu tăng vật đi thôi. Chắc cậu ấy không tìm dưới này đâu nhỉ. Bút 3D của mình. Có khi mình lại sửa được. Bắt đầu bằng bước vẽ hình với giấy bạc nè. Khi đã vẽ quanh miếng này xong thì để nó khô rồi lấy ra. Sau đó là cho trí tưởng tượng bay xa nè. Bắt đầu với một trái tim đỏ tươi nha. Đừng quên tô bên trong nhé. Hãy vẽ các đường thẳng lên xuống thế này. Và xong rồi nè. Mình phải cực kỳ rón rén. Đấy. Má ơi. Xem nào. Ồ hả?
cái cốc này xinh quá đi. Người thích đi bơi cùng cá không nào? Ồ, có chứ ạ. Ý tưởng đang tuôn trào luôn nè. Vậy là một trong hai. Sao Gina vẽ cá giỏi thế nhỉ? Ê Gina, có ma kìa. Gì chứ? Oh, anh gây sự trước đây nhé David. Thứ này không làm khó được em đâu. Một họa sĩ thực thụ có thể tạo ra tuyệt tác từ bất cứ thứ gì. Cách này sẽ ổn áp cực cho xem. Điều quan trọng là phải sáng tạo á. Hoặc trong trường hợp này là sáng tạo ra cá. Và cá không cần giống nhau đâu nha. Mỗi em có một style riêng nè, thấy chưa? Nhưng một chút màu sắc sẽ giúp mấy chú cá sống động hơn. Các cậu thấy kỹ thuật vẽ của tớ thế nào? Tớ màu cái đuôi như vậy luôn nhé. Nét ở ngoài sẽ khiến mọi thứ gọn gàng. Giờ mình sẽ dùng kỹ thuật tương tự để tô hai em cá còn lại. Nhưng các bạn nhớ thay đổi bảng màu với những thiết kế còn lại nhé. Còn bạn nhỏ này sẽ có màu vàng. Chút màu tím sẽ làm chú cá nổi bật hơn. Dù sao thì hai màu này cũng bổ sung cho nhau mà. Nhưng tôi thích màu ngọc lam nhất á. Vì vậy tôi đã để dành màu này cho chú cá cuối cùng. Màu cam lúc nào cũng hợp với xanh dương hết. Nên tôi màu gì ở giữa thân cá to? Đương nhiên là vàng rồi. Nhìn cứ bị hợp lý ấy nhở. Màu sắc đóng vai trò cực quan trọng luôn. Nó là mấy chú cá hút mắt cực kỳ. Như vậy chúng mới hay ho hơn. Suýt thì tôi quên mất bong bóng. Xong rồi. Nộp cá lên xem nào. Thế nào mình cũng thắng cho xem. Nhìn cũng ổn áp đấy. Thế còn Gina? Ông nói tác phẩm này của cháu sao? Đỉnh quá nhá. Chà, kế hoạch đó bị phản tác dụng rồi. Tiếp tục một vòng quay khác. Chúng em thích trái tim lắm. Và chúng em có mẫu hoàn hảo. 1, 2, 3. Bắt đầu. Đẹp trai cá đi. Anh ấy đánh cắp trái tim của tớ. Là David của tớ mà. David của cậu á? Chà, hơi khó xử nhỉ. Đừng cãi nhau các cô gái. Phải có cách dàn xếp chuyện này ôn thỏa. Xin chào. Các em không cho ta lựa chọn nào cả. Và... không còn đẹp trai cho lắm. Xin lỗi nhé. Anh ấy là của tớ. Ơ, anh ấy luôn trông như thế này à? Ừ, mình nghĩ gì vậy trời. Ừ, nụ cười của anh ấy khác quá. Mình ghét phán xét. Ồ, phải rồi. Nè Annie, David kia phải không? À, nhìn tớ chứ. Đâu? Lêu lêu. Có thấy anh ấy đâu? Đâu? Bông lông của mình mất rồi. Madison, cậu lấy chúng hả? Chà, thế không tốt đâu nha. Giờ cố trộm đồ của cậu ấy nữa đi. Madison đông cứng rồi sao? Đây là của tớ. Cảm ơn nhiều nhé. Chúng ta đang vẽ trái tim phải không? Để vẽ một trái tim hoàn hảo. Vẽ một hình chữ nhật bao quanh và dùng tích kẻ thêm các dọc. Sau đó là đường cong trong trái tim. Bạn có thể dùng các màu khác nhau. Tô viền trái tim và đổ bóng cho nó nữa. Giờ thì đổ bóng cho cả hai bên. Dùng màu trắng để tạo hiệu ứng sáng bóng. Trái tim của mình đã hoàn thiện ở dạng 3D. Và trở lại bình thường nào. Nhưng em chưa vẽ gì cả mà. Thật sự đáng kinh ngạc đấy Annie. Đẹp quá. Xin lỗi vì cho trộm cắp nhé. Cho tớ sao? Cảm ơn bạn.
Miễn là tớ vẫn có David. Có lẽ mình thêm một chút ở đây. Hoặc mình đổ bóng. Chết tôi rồi, lại trễ rồi. Gabby. Dạ, em chào cô. Em xin lỗi ạ. Vào chỗ đi. Em cảm ơn. Hỏng đến đâu rồi? Cả lớp chú ý. Đây nhá, các em bắt đầu đi. Em nghe rõ rồi ạ. Mình cũng làm được chứ sợ gì. Nhưng không phải với Sơn. Phải dùng đến Coca nè. Thử thách được chấp nhận. Mong là mình mang đủ đồ nghề. Trời. Xin lỗi nhá. Chờ một chút. Kìa, có cục tẩy. Nhưng cục tẩy mà làm gì nhỉ? Cậu ấy có cả một vali đồ. Chỗ kia dễ đến cả trăm cái cọ. Mình thì chẳng có cái nào. Để nghĩ xem nào. Cho mình mượn đồ nhé. Gì cơ? Đúng rồi à, Sơn á. Mơ đi gái ơi. Thật là ích kỷ mà. Phải tự lực cánh sinh rồi. Nhưng mình nghĩ ra ý cực hay nhá. Để em đi. Cô đang không nhìn nhờ. Tốt. Có giấy này. Trong tủ còn gì nữa ta? Có cái mịt. Bingo. Sơn nè. Chuẩn về chỗ nhanh không cô thấy. Cậu ấy vẽ được một nửa rồi. Bắt đầu với màu đỏ nào. Và không có cọ thì dùng tay luôn. Dùng tay vẽ cũng đỉnh lắm đó nha. Bạn đã thấy chú vẹt chưa? Nét đậm này giống như lông vũ vậy. Nhìn giống hình con vẹt rồi đấy. Trông cứ y như thật vậy nè. Nào, hạ cọ xuống các em. Justin, em xong chưa? Của tớ chỉ có đỉnh của chóp. Thì cũng được Justin. Còn của Gabby thì sao? Ngẫu hứng thôi à. Em không dùng cọ chút nào. Thật không thể tin được. Đẹp xuất sắc trò ngoan. Giỏi lắm Gabby. Thế ạ? Em cảm ơn. Thôi, đừng bực bội mà. Bắt tay nhá. Đặc quyền của một họa sĩ hả? Đúng rồi. Chúng ta vẽ kiểu siêu thực nào. Cá cô. Này. Chúng tôi xin lỗi cô. Chúng tôi sẽ vẽ cái tay sao? Dạ rồi ạ. Mình có kế hoạch rồi. Để coi. Cái này được nè. Nhưng cái này còn xịn hơn. Tuyệt. Giúp tớ một tay nha bố. Còn bây giờ mình chỉ cần vẽ theo đó mà thôi. Vòng này đơn giản như đang giỡn. Này nhìn nè. Đợi một chút. Thật luôn hả? Ok. Cái này vui quá ta. Thật ra thì biết rồi. Ngoan quá. Hả? Annie? Hả? Chả, kỳ cục thế nhở? Cô có giấy tay không ạ? Hả? Thôi đi, cô đang cố vẽ đó nha. Khoan, biết sao không? Thể nào cũng hữu ích cho xem. Hội họa được truyền cảm hứng, chứ không phải sao chép. Những ngón tay vặn vẹo này là mình nghĩ ra rồi nè. Nêu đỏ không bao giờ lỗi mốt nhỉ. Bắt đầu thành hình rồi này. Hoàn thành nhé. Cô hiệu trưởng đi đâu rồi? Thôi kệ. Nào, giơ tay lên. Ok. Wow, sao cô vẽ được đẹp vậy? Của mình nhìn chán như con rán á. Mẹ. Ôi là trời. Quá đẹp. Cô đang vẫy cái gì vậy? Là quà cho cô chứ đâu. Ui, món này là quá đỉnh. Cô là nữ hoàng hội họa này. Thích không? Tuyệt quá. Đừng có mơ nhé. Thử thách tiếp theo là vẽ kỳ lân.
tuyệt, mình thích kỳ lân. Giống như một con ngựa thôi nhỉ. Mình vẽ động vật dở lắm. Gì? Cô ơi, nhiều tiền lắm. Của cô đấy. Cô vẽ kỳ lân giúp em nhé. Sarah, cô rất là thất vọng. Không, em tự vẽ đi. Cô thiệt thôi à? Mình sẽ thua vòng này mất. Cậu làm quá dễ sợ đấy. Mình biết một mẹo cực hay luôn nha. Mình sẽ đặt tay lên giấy và vẽ xung quanh. Giờ vẽ bên trong này. Cách vẽ kỳ lân này đơn giản nhất luôn đấy. Giờ mình sẽ tô màu. Hồng là màu cực hoàn hảo cho kỳ lân đấy. Ồ, cứng quá đi mất. Mình sẽ thêm chút màu vào cái sừng này. Nhanh quá đi mất. Thế là xong rồi nè. Ồ, nhìn này má. Sao trông cậu vui thế? Là mình có ý tưởng này. Mình có thể copy Molly mà. Nhưng đó sẽ là một con kỳ lân giàu có. Đây sẽ là một cái sừng tuyệt vời. Tác phẩm xịn tốn nhiều tiền lắm. Cậu thấy sao nào? Thật luôn ấy hả? Y chang của tớ thế kia. À, làm gì? Của tớ tốn tiền hơn á. Dạ cô ơi ơi. Nhìn kia kìa. Quá tuyệt vời. Tuyệt lắm cả hai em. Mình là họa sĩ đó. Rồi, tớ để cậu ghi điểm lần này. Úi. Sẵn sàng cho thử thách tiếp theo chưa nào? Xương rồng hả? Cậu thua tớ chắc rồi. Vậy á hả? Cậu mới thua nhá. Chiến. Vòng này dễ mà. Phải nạp đầy năng lượng mới được. Không được căng thẳng. Phải hòa mình với cây bút. Sắp xong rồi đây. Thế là hoàn thành. Phù. Tìm điểm khác biệt đây. Có khác gì đâu nhở? Gì vậy má? Xem tớ đây này. Mình sẽ trượt miếng mút này dọc theo tờ giấy, rồi dùng miếng mút nhỏ hơn làm cành. Giờ là hoa hòe nè. Mình chỉ cần thêm chút chi tiết nữa thôi. Chắc tí nữa phải đóng khung để trưng bày quá. Mọi người thấy sao nào? Xỉ, cũng xanh giống tớ thôi. Tại cậu không có hoa tay đấy mà. Mình chẳng có đối thủ trong cuộc thi này luôn. Wow, Pinata hình xương rồng nè. Chắc có kẹo bên trong nhở? Chỉ có một cách để biết thôi. Bịt mắt lại cho máu này. Ok, đến lúc xả xì stress rồi mọi người ơi. Tuyệt vời ông mặt trời. Nhìn này. Hả? Cậu nói gì vậy gái? Cậu ấy đâu rồi nhở? Alo. Gì? Phải nhịn đi. Trời đánh mình hả? Ui, kẹo ở đâu ra nhiều thế này? Móng của mình trông xinh ghê. Đo tỷ lệ đúng là khó thật, nhưng cũng vui. Ờ, phải rồi. Cái gì đấy? Thuyền của tớ đấy. Thôi kệ cậu, tớ tập trung làm móng đây. Làm đi, tớ còn phải hoàn thành bức tranh. Ôi không, bút chì của mình. Không có chuốt mới chán chứ. Phải làm gì bây giờ? Sao thế? Bút chì gãy mà tớ chẳng chuốt được. Cầm đi. Được rồi. Thoải mái không má? Không, dùng để mài bút đã. Ai nghĩ? Hiểu rồi. Tớ sẽ dùng đũa để mài bút chì. Hiệu quả rồi, nhìn này. Giờ mình có thể hoàn thành bức tranh rồi. Tớ bảo mà. Tớ có ý này. Tớ sẽ vẽ cậu. Khoan, để tớ tập tạo dáng đã. Thấy thế nào? Dở tệ. Biết rồi, ra đằng kia đi. Ok. Sẵn sàng chưa? Ngon lành cạch đào. Cảm thấy sang chảnh ghê chưa? Đặt tay lên đầu đi bố. Vậy hả? Chuẩn luôn. Đẹp quá đi. Còn bao lâu nữa? Khổ. Này. Tớ tỉnh mà. Cậu thấy sao nào? Có cố gắng đấy. Tuyệt tác của tớ đó nha.
Tớ biết vẽ tranh thôi, còn làm toán thì... Cậu có biết đọc cái này không? Toán thì phải. Ai chả biết ông ơi. Mở của cậu đi. Hả? Tớ cũng có phép toán này. Nghe đây, tụi mình phải giải mấy bài này đấy. Tớ có cách rồi. Phải bạn tôi không? Diễn cùng tớ đi. Tớ đang nghe đây. Cái này bật chưa nhở? Trời ạ, sao mà to mồm thế không biết. Ok con dê. Cậu hiểu chưa? Tớ phải tự thân vận động. Với một chút phép màu nghệ thuật thôi. Yến số 1 thành một chú rêu cao cổ, xinh nhở. Còn số 2 hả? Một con thiên nga chứ gì nữa. Và số 3 sẽ biến thành một bé bướm bướm xinh đẹp. Và số 4 là một chú cá nhỏ đó. Sáng tạo nhỉ bà con cô bác. Đây mới là phép toán tớ thích làm á. Em sáng tạo thật đấy Kevin. Vậy thầy ở đây là thừa thãi rồi. Sao em không giải luôn bài của thầy nhỉ? Công việc của người họa sĩ đúng là vô tận. Xem mà học hỏi này. Hello bé cá ngựa. Muốn kết bạn với chú sóc con này không? Giờ hai bé là hàng xóm rồi đấy. Và với số 7, chúng ta sẽ trở lại với biển cả. Cuối cùng nhưng không kém phần quan trọng, đó là một chú gấu bông đáng yêu. Xong rồi. Mình đỉnh dễ sợ. Thầy có nghĩ là em... Thầy ấy ngủ mất rồi. Dậy đi thầy ơi. Hử? Em xong rồi hả? Chuẩn như Lê Duẩn. Tuyệt vời. Em chính là nhà vô địch sáng tạo Picasso của thời hiện đại. Cười tươi nào. Trái tim yêu, dễ thương quá. Để xem ai sẽ quay bánh xe nhé. Tớ chơi đấu ngón cái đỉnh lắm. Yes, thắng rồi. Suýt thắng. Cái gì đẹp đẹp nhá. Không dùng giấy á? Thế thì... vẽ kiểu gì? Chắc là cậu phải tìm cách rồi. Xem nè. Tớ sẽ bắt đầu vẽ một đường ở giữa. Và một đường nữa. Rồi vài đường ở đỉnh và đáy nữa. Giờ thì đến mặt bên của trái tim. Vẽ phác thảo bằng bút chì rồi mới dùng đến mực nhé. Khi vẽ xong hình cơ bản, hãy dùng một cục tẩy để xóa phần viền xung quanh rìa. Sau đó lấy bút và vẽ theo các đường. Nó sẽ tạo hiệu ứng 3D tuyệt vời. Giờ tô màu thôi nào. Nhớ là tô cẩn thận không lem ra ngoài nha. Khi đã tô xong, đổ bóng vào bên trong các rìa nè. Dùng bút chì thông thường là được. Cứ đổ bóng vào bất cứ đâu bạn nghĩ sẽ có bóng nha. Hoặc nơi bạn nghĩ ánh sáng sẽ khác đi. Đây là một cách vẽ trái tim tình yêu khác lạ nhưng kết quả thật ấn tượng. Xong rồi. Cậu thấy sao hả? Wow, à thì cũng tạm. Mình dùng gì được nhỉ? Biết rồi, dùng tay nè. Khá là cơ bản ấy. Phải có cách gì đó để mình tạo trái tim chứ. À đúng, trái tim nè. Hả? Thế này thì sao? Trái tim đó. Đâu phải đâu. Xin lỗi nha. Ok, thế giờ cậu thấy sao? À, bỏ cuộc đi. Tớ có thể làm được mà. Nào ngón tay ơi, đừng làm ta thất vọng. À, mình đã hiểu rồi. Mình chỉ cần một cây bút đỏ. Đặt một ngón tay lên trên ngón kia. Rồi vẽ trái tim tình yêu. Sau đó đơn giản là dùng bút đỏ tô vào. Cũng không tệ lắm. Mình thích nha, mà nói đúng hơn, mình yêu nó. Nhưng vẫn chưa xong đâu. Thêm một khuôn mặt cười nào. Thêm một khuôn mặt nữa cho tình yêu đích thực. Lãng mạn thật đấy. Nhìn này. Thật luôn ạ. Ồ, xinh quá. Khoan đã, tôi cũng nghĩ ra cách này. Đừng phá hỏng nó đấy. Yên tâm đi. Đây, họ đang ôm nhau. Tớ xúc động muốn khóc ấy. Ngọt ngào quá. Thêm một tầng nữa là xong nè. Không, đổ mất rồi. Mình chơi trò này chán ghê. Khoan, có sơn ở trên kia à?
Yeah, chuẩn rồi, giờ khung tranh nữa. Chị bỏ quên rồi, mình sẽ trổ tài hội họa. Chị đâu rồi ta, mình không muốn bị bắt đâu. Không, cửa đóng then cài rồi. Vẽ thôi nào, mình thích màu hồng này, tươi ghê. Ai mà vẽ giỏi quá ta, xuất sắc luôn. Đây rồi, đã có đủ đồ dùng cần thiết. Gì vậy trời? Chị ơi, em đang vẽ, có đẹp không ạ? Đẹp, đẹp muốn xỉu. Phải làm sao bây giờ, thằng bé làm hỏng toàn vẽ mất tiêu rồi. Chuẩn. Giải pháp trong tầm tay nè. Được rồi, đã có toàn vẽ. Chữ A ngay ngắn nhá. Tới sơn nè, mình sẽ dùng màu thằng em dùng. Xanh dương bên này, mình cần thêm màu xanh và chút vàng. Tất cả các màu đã đến lúc dọn dẹp với bọt biển nào. Đùa thôi, đây là một cách vẽ đấy. Mình muốn dùng bọt biển để chấm tất cả mọi màu. Có trường lên băng dính cũng không sao. Hóa ra chấm chấm thế này vui phết, nhưng không thể nhanh thế được. Đây là nếu bạn muốn làm cẩn thận. Hiểu, xong rồi nè, cuối cùng mình cũng phủ màu lên toàn bộ tan vẽ. Bóc băng dính ra là coi như xong. Bóc dễ quá à. Wow, đẹp thật đó. Bá đạo trên từng hạt gạo. Wow, đỉnh của chóp chị ơi. Chị vẽ giỏi thật đấy, vẽ cho em với. Ồ, bé cưng của mẹ ơi, đẹp trai ghê. Hay là hai cô trò vẽ bé nhà tôi nhé. Dô. Lên luôn. Mình là chuyên gia về cún đấy. Cún có đầu, thân và bốn chân này. Nhưng nhìn nó hơi bị chán nhở. Phải thử lại lần nữa mới được. Phải to hơn một chút mới được. Vẫn xấu. Không. Vẫn xấu ỉn. Này. Hả? Cái gì? Bình tĩnh. Này, mình có ý tưởng rồi nha. Mình sẽ vẽ bằng bàn tay. Vì khi mình có nét rồi thì mình có thể sáng tạo với các chi tiết. Tin cô đi, thầy nào cũng xịn lắm các em à. Thấy chưa? Giờ chỉ cần chút màu mè thôi. Và cậu nhóc này sẽ cần chút màu sô-cô-la ngọt ngào. Không thể quên cái lưỡi màu hồng nha, đặc điểm của mấy chú cún mà. Ta-da! Thấy ok không nào? Giống nhau quá trời luôn. Còn của em, Annie ơi. Cái gì? Khổng vẽ sao? Vậy là cô thắng rồi, cô em à. Nhìn ngon quá trời luôn. Cảm ơn. Cún sô-cô-la đó. Mình sẽ bắt đầu với em này. Nhìn ngon quá. Béo thật đấy. Bất công quá. Bình tĩnh nào em, lấy một đi. Ôi, thật đã. Em xin. Wow, cô ấy đang làm gì trên kia thế nhỉ? À phải rồi, mình có học sinh này. Đầu tiên nhé, cô muốn xem các em vẽ kỳ lân được chưa nào? Rồi, vào việc đi. Em ơi, bàn chải vừa nằm trong miệng cổ luôn đó. Trời đất thần linh ơi, có phải thứ mình nghĩ không thế? Kinh, tránh xa tôi dùm cái. Chà, mình không thèm đâu. Khoan đã, thật ra thì mình nghĩ ra ý này. Đến lúc bắt đầu vẽ tranh kỳ lân rồi. Trước tiên phải dùng chút sơn sặc sỡ nhé. Màu cầu vồng rất hợp với kỳ lân. Giờ mình sẽ dùng cái bàn chải này để làm họa tiết bờm ngựa. Ok, mình chả cần dùng bàn chải cho bức tranh này đâu. Cứ vẽ bằng bút dạ thôi. Ngon lành, vẽ tai rồi này. Sừng nữa, cậu bé cần cả một đôi mắt nhé. Để xem cậu làm đến đâu rồi nào. Khiếp, nhìn cũng ổn đấy chứ. Ổn cái gì, tớ vẽ kỳ lân xấu quá đi mất. Eo ơi, thôi thì mình vẽ tiếp vậy. Biết rồi nhá. Dùng đũa thần thôi bà con. Ta-da, phần còn lại của kỳ lân xuất hiện rồi này. Tớ rất thích kết quả này đó nha. Xịn phết. Tranh của cậu trông xinh lắm luôn. Này, tụi mình vẫn còn thời gian để chữa tranh của cậu mà. Tớ có ý này. Tớ sẽ ấn giấy của cậu vào giấy của tớ. Thấy không nào, cậu có một bản sao rồi đấy. Dạ cô ơi, tụi em vẽ xong rồi ạ. Nhìn rất đẹp đó các em. Cô cực kỳ ấn tượng bởi cả hai đấy. Tuyệt, thành công rồi. Cả hai tụi mình đều có giải thưởng này. Cụm phát. Tớ nên dùng bút nào ta? Lam hay lục? Nhìn cậu ấy kìa, yêu quá trời. Tớ sẽ gặp cậu trong những giấc mơ. Wow. Ốc sen, được đấy. Ai khoe bánh xe đây? Tớ thắng. Thế mà cứ tưởng tớ sẽ thắng chứ. Quay nào.
Không dùng tay. Lại nữa. Ôi chà, chắc là tớ có thể vẽ được. Bắt đầu nào. Biết đâu mình có thể giúp. Đó. Ê, cậu quay sai rồi đó. Nhưng, ủa. Ôi chà, tớ sẽ thử xem sao. Nhắm mắt vào đi. Cậu có tỏ ra kỳ quặc thế nào ấy. Ok. May mà tớ có mặt nạ bịt mắt này. Nhìn cưng không nè. Quá xinh luôn. Vẽ thế này khó hơn tớ nghĩ đó. Cậu thật tuyệt vời. Ý tớ là cậu vẽ đẹp lắm. Mình muốn hôn cậu ấy. Khoan, còn cái này nữa. Ủa sao đây? Mua mất 20 đô đấy. Điên cả người. Nhưng mà phải nhanh mới được. Biến khỏi đây đi. Ai cần hoa đắt tiền khi bạn đã có bút chứ. Hãy tự tạo đi. Như thế này còn lãng mạn hơn. Vẽ nốt cuống và xong. Mong là cậu ấy thích. Chẳng biết tớ vẽ gì đây nữa. Vẫn nhìn ra hình mà. Con ốc sen kìa. Tớ cũng vẽ nè. Cho tớ á. Cậu đẹp hơn bất kỳ bông hồng nào. Cậu làm tớ xấu hổ quá. Nhưng thật lãng mạn. Oh, các em đợi cô đấy à. Quay vòng tròn này thôi. Vui ơi là vui ấy. Ok, một cái cầu vồng sẽ cần nhiều màu lắm đây. Lần này đơn giản lắm luôn. Vẽ mấy đường cong thế mà. Oh, khó hơn mình nghĩ đấy. Chả ra cái gì hết. Thật ra thì mình có thể dùng cái này. Hình như là được rồi này. Mình sẽ lấy một dải giấy và gấp nó thế này. Giờ vẽ mặt nhỏ xinh nào. Tiếp theo là đôi mắt. Chưa gì đã hay quá trời luôn. Mình cảm thấy sáng tạo quá. Này, cẩn thận chứ. Úi. Như vậy tranh của cậu mới xinh được chứ. Ok, giờ thêm màu này. Mình chưa tô màu mắt đâu. Màu hồng này chói ghê. Hôm nào phải sơn móng màu này mới được. Vòng cổ màu vàng luôn này. Và mắt sẽ là xanh lá. Cô mèo này trông vui quá đi. Em có nụ cười cầu vồng đấy nha. Cho Molly coi này. Vui dã man luôn đấy. Mình nên làm sạch chỗ màu xe ra làm đổ thôi. Càng ngày càng ghê chứ. Khoan, dùng cái này đi. Ý tưởng này xịn quá. Mình đã vẽ bầu trời xanh rồi. Giờ mình có thể dùng miếng rửa chén để làm mây trắng. Giờ rót màu cam chảy xuống. Mình sẽ làm tương tự với những màu khác. Đấy, xong xuôi. Này, cẩn thận mặt tớ. Cô ơi, cô nhìn này. Để coi nào Molly. Cực kỳ độc đáo và màu mè luôn. Xinh quá đi. Wow, rất tinh nghịch đấy Sarah. Cô rất tự hào với cả hai em. Các em xứng đáng được nhận quà. Tụi mình giỏi nhỉ Sarah. Lại mở nào. Ta-da. Hai cái này khác nhau quá nhở. Sao tớ lại có cần tây thế. Dễ thương quá đi. Chọc tớ đấy à. Mình nghĩ ra rồi. Ở nguyên đó nhé. Cần. Tớ phải bảo vệ bộ đồ này đã. Bắt đầu thưởng thức thôi. Gì vậy? Đợi tớ một tí nhá. Của cậu đây. Tớ chỉ cần một phần này thôi. Đổ một chút màu vào đĩa. Sau đó mang khung tranh của các bạn ra nào. Nhúng gốc cần vào đĩa màu. Sau đó đóng lên tờ giấy. Nhìn giống hoa không này mọi người. Xinh thật sự luôn. Tớ vừa vẽ được nguyên bó hoa nè. Đẹp muốn khóc luôn á mọi người. Ui, sao vậy bạn mình? Tớ vừa tạo ra kiệt tác này đấy. Thấy không? Tớ vẫn hơi đói một chút. Cảm ơn nhá. Cậu ăn không? Giờ cô giáo lại làm gì nữa vậy? Tớ chẳng hiểu luôn. Cô đang làm gì với khăn thế nhỉ?
Cô ơi, tụi em vẫn ở đây này, cô còn nhớ chứ? Chả, cô biết mà, đây, tặng mấy em con hồng hạc. Oh, là hồng hạc, ok, sẽ vui lắm đấy. Tớ sẽ dùng phương pháp yêu thích của tớ đó là vẽ theo bàn tay. Ok, ngon lành, giờ xoay giấy nhé. Chú chim này chắc chắn là sẽ cần một cái đầu, rồi sau đó là một chiếc mỏ to đùng nữa. Ok, xong mắt rồi, giờ đến cánh. Và không thể quên đôi chân dài thượt nữa. Giờ đến phần tô màu. Hồng hạc thì đương nhiên phải có màu hồng rồi. Cậu ấy sẽ cực xinh khi mình vẽ xong cho xem, mình biết mà. Tiếp tục tô màu đi, tô tiếp nào. Và một chút nữa thôi này, xong nhé. Để tớ xem nào, giờ phải chắc chắn là kích thước chuẩn chỉnh nhá. Xỉ, cứ vẽ đại cho rồi. Chắc cũng không đến nỗi nào đâu nhở. Ok, cậu ấy trông như vậy này, chắc thế đấy. Chuẩn rồi nhá, chính xác là hồng hạc luôn. Phù, nãy cô đi tắm sảng khoái lắm luôn á, các em vẽ xong chưa? Eo ơi, cái gì vậy này, gà đột biến hay sao thế? Ồ, chả tội ghê, tôi thấy cô nói cũng đúng. Còn tranh của em thì rất đẹp, em đã thắng thử thách hồng hạc, chúc mừng. Tuyệt, mình tự lực thắng một vòng nè. Nghe này, đừng buồn mà gái, tớ sẽ chia cho cậu. Này, cảm ơn nhá. Cậu giúp tớ vui hơn hẳn ý.